mọi người. Tí lại like hung hái nữa nha cả nhà nha. Chim giá cho mình đi nha. Đây, rồi chiều nay like bộ thun thái với áo thun thái luôn đi đó. Chiều nay mà chị nào có muốn mua áo lẻ thì tiết like luôn nha, tại vì bộ thun thái thì tiết còn ít thôi à, còn lại áo lẻ thun thái thì tiết còn nữa nha. Đây vẫn hát co giãn thoải mái, co giãn không rồi mà 50-45 cho đến là cái này 50-65 kg đây mấy chị, 50-65 kg thì tiếp nha, 65 kg thì cao gọn, còn nếu mà chị nào hơi thấp thì 62 kg cho lại tiếp nha, tại cái hàng này nó có một cỡ một à, một cỡ một hay nha. À, 45 kg cho đến là 62 kg đi, cao gọn 65 kg mình mặc được. Rồi lửng 120 dài 125 ha. Đó, cái này chốt cho tí là lửng nâu nha. Đây là lửng vàng. 45 đến 62, 63 kg. Nếu mà cao gọn thì 65 kg mình mặc được. Đó, cái quần nó co giãn thoải mái. Rồi đây. Rồi, khách lấy gì cho tí lửng vàng. Tiết mặt là lửng nâu, còn này lửng vàng nha. Màu này màu vàng bò. Màu vàng bò nha khách. Rồi đây lửng vàng. Lửng nâu, lửng vàng, lửng đỏ, lửng xanh, lửng đen. Đây, có mấy màu nha. Đây là lửng đỏ. Rồi lửng đỏ nha khách. 50 cho đến 62 kg một tí nha. Đó, đủ màu cho mình. Lửng xanh, xanh dương. Đây lửng xanh. Lửng đỏ thì chị Thúy Hằng. Rồi chị Thúy Hằng lấy lửng đỏ. Rồi ok chị nha. Lửng xanh giùm em nha. 45 cho đến 62 kg. Rồi chị nào mà cao gọn thì 65 kg mình mặc được. Tại vì thun thái nó có giãn với chị. Có giãn nha. Rồi lửng đen. Đây đẹp chưa đó. Có mấy màu cho mình luôn. Rồi lửng đen nha. 50 nguyên trên nặc 10 bộ. 10 bộ. Hôm nào Nguyên Trinh ơi, ý là bên tí gọi chốt hôm nào. Nhiều khi nó giao hơi chậm nha. Rồi lửng đen nha, màu đen đẹp quá. Dương rạng lấy lửng đen. Rồi ok, dương rạng lửng đen. Rồi bây giờ tiếp chỉ còn lửng nâu, lửng vàng, lửng xanh thôi nha cả nhà. À có màu da nữa, lửng da, màu da nữa, lửng da, lửng cam đó, còn mấy màu. Ồ quá đẹp luôn. Màu da 70 kg chứ không có đồ nha khách, không có đồ 70 kg. Rồi một à lửng cam này kiểu khác, vậy là tiếp có mấy màu đó thôi.
mấy màu đó thôi, đỉnh cam là mẫu khác. Rồi bây giờ báo màu lại cho mình nha, có mấy màu nè. Tiết mặt là lửng nâu, cái này lửng da. Đó, cái này lửng da nha. 45 cho đến 62 kg. Đơn của em bữa 31 tây. Em ơi bên chị có gọi hay em có kêu đi đơn gì không? Tại vì chị không phải chốt đơn cho nên bây giờ là hỏi bất tử thì chị không biết ha. Đó, thí dụ như giờ á, em nói đi đơn thì bên chị gửi rồi. Còn nếu mà em không nói gì thì bên chị gọi, mà bên chị đã gọi cho em á thì đã gửi rồi. À xin chào Võ Thảo Sương. Rồi, vô lại màu nha. Lửng da, lửng xanh. Lửng da, lửng xanh. Tiết mặt là lửng nâu. Rồi lửng vàng, hiện tại còn 4 màu nha. Em kêu đi đơn luôn. À em kêu đi đơn luôn là rồi em Phương Oanh Nguyễn mua hàng lên số chị. Mình khách mới kèm số điện thoại mới mua hàng được nha chị. Rồi lửng vàng. Lửng vàng. Rồi ai lấy chốt cho tiếp nha. Có mấy màu vậy thôi nha. Lửng da Phương Oanh Nguyễn. Lửng đen hết rồi thách. Đen chốt rồi. Phương Oanh Nguyễn lửng da. Rồi lửng cam 50 đến 65 kg lửng cam. Rồi lửng nâu cho Trần Chi bộ mặt. Rồi lửng cam. Lửng cam 50 đến 65 kg lửng cam. Bộ đẹp nè. Rồi lấy đi một tí. Đoàn Huệ không nghe máy. Bây giờ mua hàng lại thì cọc bên tí mới chốt lại nha. Lửng xanh cho Châu Mai. Rồi Châu Mai lấy lửng xanh. Rồi ok Châu Mai lửng xanh. Lửng cam. Lửng cam. Rồi cái này ghi dùm tiếp là lửng xanh 2. Để nó khác xanh kia nha. Lửng xanh 2 50 đến 65 kg lửng xanh 2 nha. Lửng cam cho Ngọc Thiện. Lửng cam Ngọc Thiện. Rồi lửng xanh 2 dùm tí đi khách. Mẫu này khách ghi cho tí lửng xanh 2 để khác cái bộ xanh hồi nãy nha. Lửng xanh 2 50 đến 65 kg. Licana lửng nâu. Rồi ok, nâu là giống tiết mặt. Nâu là giống tiết mặt. Rồi mã này mình ghi dùm tí là lửng xanh 2 nha. 50 đến 65 kg lửng xanh 2, có hai bộ lửng xanh 2 thì. Rồi lửng này là lửng sọc. Lửng sọc. Rồi 50 đến 65 kg cổ tim. Cái này mình có xẻ tà nha cả nhà. À cái này tà trước đó nha, nó bầu. Tà trước nó bầu, tà sau nó ngang nè. Rồi lửng sọc. Lửng sọc. Lửng vàng cho Thấm Quỳnh. Thấm Quỳnh lửng vàng. Rồi cọc chuyển khoản qua số tài khoản đăng trên trang live. Rồi lửng sọc 50 đến 65 kg chốt tiết mã lửng sọc. Lửng sọc này đẹp là cổ tim. Cổ tim nha cả nhà. Lấy thì ghi tiết lửng sọc. Đây. Đó, cổ tim như thế này. 50 đến 65 kg rồi chốt cho tiết lửng sọc. Lửng sọc. Qua hàng Quỳnh Anh nha. Đây hàng Quỳnh Anh nè. Rồi hàng Quỳnh Anh. Dạ em nhận được 400 ngàn rồi chị Thúy Hà. Rồi đây là hàng Quỳnh Anh nha. Cái này size đại 65 kg chứ. Ghi cho tiếng là lửng cam đại. Lửng cam đại nha. 65 kg chứ là. Hàng này của Quỳnh Anh ha khách. Đó đẹp tuyệt vời luôn. Lửng sọc cho Thí Diễm. Rồi Thí Diễm có lửng sọc. Rồi lửng cam đại nhìn tiếp hết ơi. Hàng Quỳnh Anh bao đẹp luôn nha. Rồi 65 kg chưa. Lửng cam đại. Rồi chị Thí Hằng lửng cam đại. Rồi lửng đen đại. Đó hàng Quỳnh Anh chị ơi. Đẹp quá này chị. Lửng đen đại 65 kg chưa. Lửng đen đại. Đó, hàng Quỳnh Anh em có một ít thôi nha. Em có một ít thôi, em gán em like cho mấy chị chốt luôn nè.
Rồi, lửng bò đại, màu da bò. Lửng đen đại, lửng bò đại. 65kg trở lại mình mặc được. Chị Thúy Hằng lấy lửng đen đại. Rồi, ok chị. Lửng bò đại, lửng riêu đại. Lửng riêu đại nè chị. 65kg chứ ạ. Lửng riêu đại. Quá trời đẹp luôn á. Hàng Quỳnh Anh thì khỏi nói nhiều mấy chị ơi. Nó quá xuất sắc rồi. À bữa giờ em bán còn có một ít à. Rồi em còn lửng xanh đen đại. Lửng xanh đen đại, lửng cam đại. Lửng xanh đen đại, lửng cam đại. Lửng bò đại, còn mấy màu thôi nha. Đó, ai lấy thì chốt giùm em. Lửng xanh đen đại, 65kg cho là. Rồi, lửng cam đại. Rồi, ngâu mưa mua hàng lên số điện thoại khách ơi. Khách mới kèm số. Lửng riêu đại. Lửng bò đại cho Đạt Nguyễn. Rồi, ok. Rồi, lửng riêu đại. Lửng cam đại, lửng xanh đen đại nha. Tiếp còn mấy màu nha. Còn này màu cam. Còn này màu xanh đen. Rồi Chương Yến lửng xanh đen đại. Rồi ok Chương Yến. Lửng cam đại, lửng riêu đại. Quá trời đẹp. Mấy màu đẹp cả nhà ơi. Lửng riêu đại cho Châu Mai. Châu Mai lửng riêu đại. Ok nha. Đây xuất sắc. Cái này chữ nó khác ha. Cái này mình ghi cho tí là lửng bò sọc. Cũng size đại luôn. 65kg cho là. Lửng bò sọc 65kg cho là. Rồi xanh đen đại đã chốt rồi nha. Cái này khách ghi cho tí là lửng bò sọc. Lửng bò sọc 65kg cho là dùm tí. Lửng da sọc. Lửng bò đại còn bộ nha. Lửng bò sọc, lửng da sọc 65kg trở lại. Lửng bò sọc, lửng da sọc 65kg trở lại nha khách. Hàng đại của Quỳnh Anh ha. 65kg trở lại. Rồi chốt nhìn tiếp nha. Rồi cái này chớp cho tí lửng loan màu 60kg cho là. Lửng da sọc cho chị Thúy Hằng. Rồi chị Thúy Hằng có lửng da sọc. Lửng loan màu 60-62kg cho là. Lửng loan màu 60-62kg cho là. Lửng loan màu. Loan màu. Rồi lửng loan màu. Hương mi ngô lửng loan màu. Rồi loan màu có một. Lửng tím đó chị ơi. 60kg cho lại lửng tím. 60kg cho lại lửng tím. Rồi lửng đỏ, lửng xanh ba màu. Lửng tím, lửng đỏ, lửng xanh. Rồi chị Thúy Hằng có lửng tím. Rồi lửng đỏ. Lửng đỏ, lửng xanh em có ba màu. Rồi em có 3 màu. Đây lửng đỏ nha. 60kg trở lại. Lửng tím tí con bộ à. Lửng xanh. Lửng xanh 60kg trở lại dùm tiếp nha. Lửng đỏ lửng xanh. Màu tím con bộ một. 60kg trở lại. Rồi chị Thúy Hằng lửng đỏ. Rồi hết tím rồi khách. Bây giờ tí còn đỏ với xanh. Đỏ với xanh nha. Rồi lửng đỏ với xanh. Đây còn màu đỏ với màu xanh ha. Màu đỏ với màu xanh. Lửng xanh cho Thúy Hằng. Rồi vậy là tí còn lửng đỏ nha. Còn lửng đỏ thôi nè. Còn hai bộ lửng đỏ. Đây có mấy bộ size nhỏ. Mấy bộ của Quỳnh Anh size nhỏ có 1-2 bộ thôi nè. Đây cái này Quỳnh Anh size nhỏ. Nói chung nó còn lộn là 1-2 bộ thôi khách. Một bộ nè. Lửng trắng nhỏ 55kg vậy là. Lửng trắng nhỏ
Đó, size nhỏ thì hết rồi, size nhỏ ít. Lửng trắng nhỏ nha, 55kg chưa ạ? Lửng trắng nhỏ 55kg chưa ạ? Lửng hồng da 62kg chưa? Lửng hồng da 62kg chưa ạ? Lửng trắng nhỏ cho Thúy Hằng, Thúy Hằng lửng trắng nhỏ. Lửng hồng da khách ơi, 62kg chưa ạ? Đây, lửng hồng da 62kg chưa ạ? Lửng hồng da Thúy Hằng lửng hồng da. Rồi, lửng da bò, lửng da bò đẹp nè, cái này đẹp nè. Rồi, 60kg cho lại lửng da bò. 60kg trở lại lửng da bò. Lửng da bò. Đồ xanh. Chị ơi đồ nào chị? Lửng xanh sọc 65kg trở lại lửng da bò cho Thúy Hằng. Rồi, cái này ghi cho Tiếu lửng xanh sọc nha, 65kg trở lại. Đây là lửng xanh sọc 65kg chưa ạ? Lửng trắng nhỏ chốt rồi khách. Trắng nhỏ da bò chốt rồi nha. Rồi, lửng xanh biển 65kg chưa ạ? Lửng xanh biển 65kg chưa ạ? Khách ơi, lửng xanh biển nha. Lửng xanh sọc với lửng xanh biển. Cái này 65kg chưa ạ? Lửng xanh sọc, lửng xanh biển 65kg chưa ạ? Đây là cái cục hàng hồi sáng nè. Hàng hồi sáng nha, quần dài. Bây giờ em xem kẻ quần dài nha. Đây lửng nè. Lửng một cục, một lát có dài nữa nha. Lửng sọc nhỏ 62kg trở lại, lửng sọc nhỏ 62kg trở lại khách. Lửng sọc nhỏ nha, bộ này đẹp nè. Lửng sọc nhỏ 62kg trở lại. Rồi, lửng chuột 65kg trở lại, chuột Mickey nha. Lửng chuột, lửng sọc nhỏ cho Thúy Hằng, lửng sọc nhỏ. Lửng xanh biển cho chị Trần Huyền. Trần Huyền ấy lửng xanh biển. Rồi, ok, chị Trần Huyền lửng xanh biển. Lửng chuột dùm tiếp đi. Rồi, chị Thúy Hằng có lửng sọc nhỏ rồi chị. Lửng chuột 65kg cho lại, lửng chuột 65kg cho lại, khách ơi, lửng chuột. Rồi, lửng lá luôn 65kg cho lại, lửng lá. Rất là đẹp luôn á cả nhà. Cũng Thái nhà này đẹp nha. Rồi lửng lá, lửng chuột, lửng lá. Lửng đỏ. Rồi đỏ này 62kg trở lại nha. Đỏ con gấu. Lửng đỏ 62kg trở lại. Lửng đỏ. Lửng đỏ Trương Yến. Rồi Trần Chi, lửng xanh lá cây, ok Trần Chi. Rồi cái này ghi cho Tiếu là lửng xanh sọc. Trời ơi, quá đẹp luôn. 65kg chứ ạ. Rồi chị Hồng Hạnh Nguyễn, hồi sáng hai bộ gửi luôn, ok chị nha. Rồi cái này ghi cho Tiếu lửng xanh sọc 65kg chứ ạ. Lửng xanh sọc nha khách ơi, 65kg chứ ạ. Rồi chị Thúy Hằng lửng xanh sọc. Mã này là lửng chuột 65kg cho làm tiếp nha. Rồi chị Thúy Hằng có lửng xanh sọc rồi chị. Rồi mình ghi cho tiếp lửng xanh lá đi. Lửng xanh lá 65kg cho là. Lửng xanh lá theo cái quần nè 65kg cho là nha khách. Lửng xanh lá 65kg cho là. Lửng sen màu hồng sen nha, lửng sen 65kg chứ ạ. 50kg trở lên, 65kg chứ ạ, lửng sen. Quá trời đẹp luôn. Lửng sen thì tiếp nha.
lửng xanh dương. Rồi linh trần lấy lửng sen. Ok linh trần. Rồi mã này lửng xanh dương 65 ký cho là. Ở sau nó không có chữ gì hết nha, nó chỉ có tay với lại ở phía trước thôi. Lửng xanh dương 65 ký cho là. Lửng xanh dương 65 ký cho là. Mã này dài. Rồi cái này mình ghi cho tí là lửng sen chữ, có chữ sau lưng. Lửng sen chữ nha. Đây này giống mẫu mặt nè, chữ sau lưng 65 ký chưa. Lửng sen chữ. Rồi 65 ký cho lại nha khách. Khách lấy gì tí lửng sen chữ. Lửng xanh dương cho hồng loan. Rồi ok hồng loan. Rồi lửng sen chữ mình tiếp nha. Bộ này đẹp á. Bộ này form đẹp lắm. Đây nha, lửng sen chữ 65 ký cho là. Rồi khách lấy ghi một tiếng lửng sen chữ 65 ký cho là. 46 ký không vừa. Không vừa 46 ký nha. Mua đồ bên em không lo mình vải. Nói gì bán y như đó, dễ mua vải đẹp vừa bụng lắm luôn. Cảm ơn chị Giang Linh. Rồi chị Thúy Hằng tổng cộng 1.400.000. Rồi em nhận rồi chị. Rồi cái này ghi cho em lửng tím 65 ký cho lại lửng tím. Rồi dương rạng lấy lửng tím. Lửng xanh em hết rồi chị. Rồi mã này khách ghi cho em lửng gấu này đi. Lửng gấu nha, 65 ký cho lại hình con gấu. Cái quần nó cũng có con gấu luôn. Lửng sen chữ Nguyễn à, Tô Quanh Nguyễn Thị. Lửng sen chữ. Dạ chị, cái thung thái bên em thiệt chứ em kén hàng lắm đó chị. Nếu mà thung không đẹp em không có like đâu. Tại vì mình bán cái vải nó đẹp quen rồi. Giờ mình bán ngon vải khác là không bán được. Cho nên là thung thái em kén đó. Đẹp là em mới bán. Rồi lửng gấu em chốt cho chị Phí Hằng rồi. Bây giờ em còn gấu này. Dạ chị Hạnh Thanh, chị cứ ghi trên like cho em là đi đơn khỏi gọi. Chị cứ ghi đi, tại nếu mà mình không nói á, rồi cái bên em là nhân viên mà thấy không nói gì là sẽ gọi đó. Cho nên là cứ báo trên like giùm em. Mã này ghi cho tí lửng gấu 2 đi. Đó mấy chị không gọi thì mấy chị cũng nói em tiếng trên like nè, để em dặn nhân viên của em gửi luôn. Lửng gấu 2 nha. Quá trời đẹp luôn. 50 đến 65 ký. Lửng gấu kia là tiết chốt rồi. Cái này ghi cho tí lửng gấu 2. Đồ nhà chị đẹp, em giặt máy lâu nay nhưng không bị xù. Cảm ơn Kiều Trang. Lửng hồng đất 65 ký cho là. Lửng hồng đất 65 ký cho là. Đó, đẹp tuyệt vời luôn á. Lửng gấu 2 cho Thí Diễm. Thí Diễm lấy lửng gấu 2. Bộ mặt là lửng em. Mai Nguyễn bộ mặt là lửng. Rồi lửng tím chuột 62 ký cho lại. Lửng tím chuột quá đẹp luôn. 62 ký cho lại. Lửng tím chuột. Rồi hồng loan lấy tím nào. Cái này là tím chuột nha khách. Nếu mình lấy thì mình báo lại dùm tiếng lửng tím chuột nha. Tại tiếng có tím kia là tiếng đã chốt rồi ha. Cái này ghi dùm tiếng nha. Lửng tím chuột nha. Hình chuột nè. Rồi Kiều Trang lấy lửng tím chuột. Đó, mình dám mình ghi đúng dùm tiếng nha. Để tiếng sợ mình lấy lộn. Bộ mặt tròn nha Kim Loan. Bộ mặt là lửng nâu. Bộ mặt là lửng nâu. Rồi bộ này là lửng hồng đất nha. Lửng hồng đất nè. Rồi không có size nhỏ. Hàng này là form rộng nha. Đó mình mặc rộng rộng vậy đó, chứ nó không có ôm sát vô người được. Gấu xanh. Gấu xanh hết rồi chị. Lửng hồng đất cho Phạm Đông Đông. Rồi ok khách. Rồi chốt cho tiếng lửng hồng da. Trời ơi đẹp quá nè. Lửng nâu cho Kim Loan. Rồi Kim Loan lửng nâu. Đây giống tiết mặt. Lửng tím chữ chốt là chị, không còn nha. Lửng hồng da nè, 65 ký chưa. Lửng hồng da
65 kg chứ hả? À, ở xa không có gì hết. Rồi chị Hiếu Hằng lửng hồng da, lửng xám, rồi lửng xám, hàng rất là đẹp luôn mấy chị, đẹp quá trời, đúng rồi, hôm nay đồ đẹp, lửng xám nè, đó xuất sắc chưa, 65 kg chứ hả? Rồi cái này giờ mình ghi cho tiếp là lửng đen nha, lửng đen nó đi với xanh vỏ đậu nè, đó lửng đen quá đẹp luôn. Rồi chị Thúy Hằng lửng xám, rồi lửng đen nè khách, quá đẹp luôn nha, lửng đen đó phối với màu xanh, lửng xám chị Thúy Hằng ok rồi chị. Rồi hồng đất châu mai, hồng đất tiếp hết rồi nha, hết xám nha, hết xám, còn lửng đen. Rồi lửng đen chị Thúy Hằng, đúng rồi, không thấy bên tía. Bán gì thì kén đó mọi người, đẹp mới bán nha, chứ mình bán xấu rồi mình mất khách rồi sao. Lửng đỏ 65 kg chứ là xám hết, hồng da hết. Rồi lửng đỏ đây, đẹp tuyệt vời luôn, lửng đỏ nha, 65 kg chứ là lửng đỏ đây nè, đó đẹp đẹp không, sao đen không? Ừ đen đó, cái áo màu đen đó, lửng đỏ chị Thúy Hằng lửng đỏ. Rồi đây khách ơi, cái đợt này khung nó đẹp mà kiểu nó đẹp, khung thì mình không nói đi, nó đẹp đó giờ mà cái kiểu đẹp xong à. Rồi lửng cam nha, rồi 62 kg cho là lửng cam, 62 kg cho là lửng cam. Rồi khách lấy gì tiếp nha, lửng cam 62 kg cho là, đó quá trời đẹp luôn á, lửng cam nha, có hai bộ lửng cam. Rồi lửng da bò màu trần có lửng cam, rồi ok màu trần lửng cam, còn bộ nha khách, còn bộ lửng cam nè. Rồi lửng da bò 65 kg chứ là quá trời đẹp, lửng xám hết, em nhận đồ rồi, đẹp lắm nha chị, cảm ơn Kiên Cường. Lửng da bò rồi đẹp hoa, mua hàng lên số điện thoại khách ơi, mình khách mới kèm số vô. Chị Thúy Hằng có lửng da bò lửng đỏ hết nha, nó lửng đỏ. Rồi lửng da bò còn bộ, lửng cam còn bộ. Chị Thúy Hằng có lửng da bò chị, lửng cam da đẹp hoa, rồi ok đẹp hoa lửng cam, lửng da bò còn bộ khách ơi, lửng da bò còn một nha. À, bộ tiếp mặt 60 kg chị ơi, mua hàng lên số chị, lửng nâu kèm số điện thoại dùm tiếp. Lửng hồng đất nè, rồi 50-65 kg mặc được nha mấy chị, 50-65 kg dùm tiếp nha. Rồi chị nào khách mới thì kèm số điện thoại dùm tiếp nha, mình tiếp gọi chốt. Lửng hồng đất, rồi lửng đỏ luôn, có 3 màu. Rồi 50-65 kg, đó chữ nó chìm như thế này nha. Rồi lửng đỏ, lửng hồng đất, lửng da bò, 3 màu, quá trời đẹp. Bộ mặt lửng nâu, rồi bộ mặt lửng nâu chị còn ai, bộ mặt lửng nâu, lửng đỏ cho chị Thúy Hằng, lửng da bò Nguyễn Huy 65 kg ok nha chị. Rồi cái còn lửng hồng với lửng da bò luôn nha, à, lửng đỏ nha, lửng hồng đất cho đẹp hoa, đẹp hoa với lửng hồng đất, lửng đỏ cho cherry. Rồi cherry có lửng đỏ nha, rồi còn bộ lửng đỏ với bộ lửng hồng đất đó, mỗi thứ còn một, còn bộ lửng đỏ bộ lửng hồng đất 75 kg chứ không có nha khách. Đây lửng tím 65 kg chưa ạ, lửng tím 50 kg trở lên, 65 kg. Da bò tiếp khó rồi, tiếp còn hồng đất, hồng đất với đỏ. Rồi lửng tím, ờ quá đẹp luôn á, lửng đỏ nha châu mai, rồi châu mai có lửng đỏ, lửng hồng đất Nguyễn Loan nãy lấy màu gì ta, à da bò giờ lấy hồng đất, rồi ok Nguyễn Loan hết hồng đất luôn nha. Rồi em cherry 50-65 kg mặc được em. À chị nè, đó chị đang mặc cái form chị bán.
đây, cái mẫu hồi sáng nè, lửng tím cho chị Thúy ha. Rồi ok chị, không đất hết nha. Rồi bây giờ qua mấy cái mẫu hồi sáng lai có quần dài nha, lát xíu sẽ lên quần dài lại cho. Rồi, mẫu hồi sáng đẹp đẹp không nè cả nhà, lửng lá nè, đó xuất sắc chưa, lửng lá nha. Rồi 50 đến 65 kg mình mặc được cả nhà ơi. Cái hàng nó form nó rộng giống tiết mặt nào quần ôm áo rộng nha. Rồi một tím tiết hết, lửng hồng đất hết luôn. Rồi đây lửng vàng sọc, 50 đến 65 kg lửng vàng sọc. Đó, xuất sắc chưa? Quá xuất sắc chứ không phải là xuất sắc thường. Rồi đây lửng hồng, lửng cam sữa nữa nè. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi lửng cam sữa. À cam sữa này nó màu nó bị dính dơ rồi. Lửng vàng sọc linh tròn. Lửng vàng sọc chỉ Thúy Hằng. Rồi hai bộ vàng sọc. Lửng cam sữa nó bị lỗi rồi sao. Lửng lá nha. Lá. Lửng lá để hai cái bộ lá, một lá có quần dài nữa mặc cho mấy chị xem cái mẫu. Đây, mẫu này tiếp có quần dài nữa nha. Đó, mẫu này có quần dài nữa cả nha. Vàng sọc hết rồi nha. Bộ mặt còn màu màu xanh dương. Bộ mặt còn màu vàng, màu nâu, màu xanh dương còn ba màu. Bộ mặt nè, lửng xanh nè. Lửng nâu nè. Lửng vàng. Đó, bộ mặt nãy mới thay ra còn ba màu nè. Chị Hương Cao chưa có bộ nào hết hả chị? Rồi quần dài đi tiếp. Rồi em lên quần dài cho em lên mẫu này dài cho chị luôn nha. Rồi nè, đó, mẫu dài. Nè, mẫu dài nè. Mẫu em mặc mà quần dài, bây giờ em chốt bộ này lửng lá cho em lên dài nha. Trần Băng ơi, à, giá có ghi em dưới khách. Lửng vàng sọc, lửng cam sữa. Rồi Tô Quanh Nguyễn Thị lửng lá. Rồi hết lá nha, bây giờ sang trẻ dài cho. Lửng lá quay lại cho. Úc, úc, ít. Lửng nâu, ok, ít, ít. Đây, lửng nâu, úc, ít. Rồi bây giờ mẫu tiết mặt tiết sẽ lên dài cho mọi người. Mê lắm luôn mọi người ơi. Dài cho 125. Nè. Đó, mẫu mặt nè, dài đỏ. Nha, tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Rồi dài đỏ nha, báo màu. Dài hồng. Dài cam, dài da bò, dài phấn, có màu phấn nữa. Dài da bò. Dài phấn, dài xanh. Dài đỏ, màu hồng, rồi màu này màu phấn nha cả nhà. Dài phấn, dài lá thì tiết hot rồi nha. Rồi dài xanh, dài lá hot rồi. Hồi sáng lấy lá hết trơn, không còn bộ lá nào luôn. Dài đỏ chị Thúy Hằng, không có dài lá nha. Rồi dài xanh, có nhiều màu. Rồi màu xanh, dài đỏ với dài da bò. Rồi ok chị. Rồi đây chị Thúy Hằng dài da bò. Rồi dài da bò có một bộ, một, có một bộ da bò. Rồi dài xanh. Dài xanh nha khách.
Cherry có một bộ nha em, có một bộ một thôi nha. Rồi dài phấn, dài da bò hả, dài xanh phi trần 70 kg không có em. Dài phấn nha, màu hồng phấn đó, màu hồng phấn cả nhà ơi. Dài phấn 50 đến 65 kg. Rồi út ít, út ít là cho số là dài đỏ chứ tư điệu. Rồi tư điệu dài đỏ này chị. Dài cam. Đây dài cam. Rồi không có size nhỏ hết. Đang like một cỡ một dài cam, dài hồng. Dài đỏ Phạm Đông Đông. Phạm Đông Đông dài đỏ. Dài hồng. Đã màu phấn, ở này màu hồng nha. Đây là dài hồng. Quá trời đẹp, cái màu hồng này dễ thương lắm cả nhà. Đó, màu hồng nè. Rồi chị Thanh Vân bây giờ tiếp chưa có kiếm ra cổ tim chị ơi. Cổ tim chưa có kiếm ra được chị. Rồi dài hồng nha, báo màu lại nó có nhiều màu nha. Dài hồng, dài cam, dài xanh. Đó, còn mấy màu thôi. Dài phấn. Đây. Rồi, dài hồng Cát Liên. Đây, màu hồng của Cát Liên. Quỳnh Linh lấy dài phấn. Rồi, màu này là màu phấn. Dài cam cho Thấm Quỳnh. Thấm Quỳnh lấy dài cam. Rồi, ok. Cát Liên lấy dài cam. Cam thì tiếp còn. Rồi dài cam. Rồi qua cái mẫu này. Xanh lá dài hả? Na không có lai ốc hết. Na em lai đồ bộ. Rồi dài bò, hình con bò. Dài bò nha, dễ thương lắm mấy chị. Cái này là nó màu xám muối tiêu nha. Rồi dài bò, hình con bò. Có một bộ một thôi. Rồi dài bò thôi. Em có một bộ một thôi nha. Dài cam, rồi em còn dài cam. Dài cam Hằng Lu Thi. Dài cam. Dài bò nha. Con bò có một bộ một. Nguyệt Võ mua hàng lên số bạn ơi, kèm số nha. Mua hàng kèm số. Đây dài hồng sen. Dài hồng sen. Rồi dài hồng sen 50 đến 65 kg. Dài hồng sen dài vàng. Dài bò cho Nguyệt Võ. Dài xanh mặt không có nha. Không có dài xanh mặt. Dài vàng. Dài sen dài vàng. Rồi 50 đến 65 kg. Quyên giỏ dài hồng sen. Hết dài cam rồi út ít. Dài hồng sen dài vàng nha. Đẹp lắm cả nhà ơi. Cái vải nó rất là đẹp luôn. Rồi vô mà mịn ơi là mịn luôn á. Rồi những xanh không có nha. Rồi dài vàng. Dài vàng. Dài vàng dài sen nhìn tiếp nha. Dài vàng dài sen. Rồi lửng mới like qua đó khách. Mới like sen kẻo mình dài. Lửng tiếp có like nãy. Nãy khúc đầu có like. Nguyễn Thấm có ghim giá dưới đó chị. Mình đọc ghim nhìn tiếp nha. Dài hồng chữ, đẹp chưa cả nhà? Dài hồng chữ. Con bò. Con bò á, ý là đập con bò đó. Hình con bò trước đó. Đây dài hồng chữ đẹp chưa cả nhà? Xuất sắc luôn nha. Xanh em mặc em chốt rồi. 72 kg không có, dài hồng chữ cho chị Thúy Hằng. Đẹp lắm này chị. Dài hồng chữ, rồi dài bò chữ. Đang mặc hết rồi nha khách. Dài bò chữ, trời ơi, đẹp tuyệt vời luôn. Rồi dài hồng chữ ok rồi chị. Đây dài bò chữ. Quá đẹp. Dài sen chữ.
Đó, đẹp chưa? Dài sen chữ, quá sen luôn. Rồi chốt đơn tiết dài sen chữ nha, 50 đến 65 kg. Dài bò chữ nguyên vỏ. Rồi bò chữ em hết nha. Em còn dài sen chữ. Dài sen chữ là nguyên vỏ. Rồi ok. Còn dài sen chữ nữa nha khách. Mẫu này đẹp. Mẫu này quá đẹp luôn chứ không phải là bình thường. Rồi dài sen chữ một tiết nha. Dài sen chữ. Rồi lên mẫu này luôn, quần đen lên luôn. Quần đen áo màu nha. Bò chữ hết, hết bò chữ. Đây cả nhà. Cái này là thiêu nha cả nhà, thấy không? Thiêu ở trên, thiêu dưới 65 kg. Dài hồng dâu, màu này màu hồng dâu nha. À thiêu cái quần cho mình. Bò chữ hết rồi mấy chị. Bò chữ có một bộ một để chốt rồi nha. Rồi cái này mấy chị ghi cho Tiết là dài hồng dâu 65 kg cho là. Đó. Quá đẹp luôn nè, thiêu nè. Đó, mình nhìn thấy mẫu mặt không? Đấy, áo rộng quần ôm. Dài hồng dâu cho chị Thúy Hằng. Rồi ok chị. Khách lấy đi cho em dài hồng dâu em còn nha. Dài sen chữ cho Thấm Quỳnh. Thấm Quỳnh có dài sen chữ. Dài hồng dâu chị Thúy Hằng em lấy cho chị rồi chị. Dài đỏ tươi giống vậy màu đỏ. 65 kg chứ lại. Đó, quần đen áo màu. Quá trời đẹp luôn á. Rồi dài đỏ tươi, dài sen chữ cho chị Mỹ Yến Trần, dài sen chữ. Đây, quá trời đẹp. Rồi chốt cho em dài đỏ tươi nha, dài đỏ tươi 65 kg chứ lại. Đồ đẹp quá tốt ơi. Rồi chị Thúy Hằng dài đỏ tươi. Rồi có dài đỏ đuông đó chị. Nguyễn Quỳnh Trâm dài sen chữ. Nguyễn Quỳnh Trâm. Rồi chị Khải Nga dài hồng dâu phải không chị? Chị Khải Nga lấy dài hồng dâu. Rồi chị Thúy Hằng có đỏ tươi rồi chị. Rồi em còn một bộ dài đỏ đô. Sen chữ em hết. Rồi hồng chữ sen chữ em hết. Dài đỏ đô. Dài đỏ đô giùm em nha. Dài đỏ đô. Rồi đẹp tuyệt vời luôn. Dài đỏ đô 65 kg cho này, nãy đỏ tươi rồi giờ đỏ đô. Đây đó, đỏ tươi em còn. Đỏ đô em còn có một bộ một. Rồi dài đỏ đô. Dài đỏ tươi cho Nguyên Anh. Nguyên Anh lấy dài đỏ tươi. Đây dài đỏ tươi. Rồi dài đỏ tươi với dài hồng dâu còn nha khách. Khải Vân dài đỏ đô. Rồi ok, Khải Vân dài đỏ đô. Rồi dài sen 2 giùm tí đi, dài sen 2. Sen chữ tí hết rồi, cái này ghi cho tí dài sen 2 nha, 50 đến 65 kg. Dài sen 2. Rồi cái này mình ghi giùm tí dài sen 2 nha. Tí lên cái hàng nè. Quỳnh Anh nè, Quỳnh Anh dài nha. Đỏ đô hết rồi có một bộ. Dài sen 2 cho Liên Mai. Rồi ok, Liên Mai dài sen 2. Rồi cái này hàng Quỳnh Anh cả nhà. Rồi mã này ghi cho Tiết dài hồng đất nha, 65 kg chứ lại. Rồi dài hồng đất 65 kg chứ lại. Rồi khách lấy ghi dùm Tiết dài hồng đất. Đỏ đô Tiết hết, sen 2 Tiết hết. Dài hồng đất 65 kg chứ lại. Rồi lửng thần khách ơi. Rồi dài da 65 kg trời luôn, dài da. Rồi chị Thúy Hằng dài hồng đất. Đây nè mấy chị. Đó, hàng của Quỳnh Anh em có ít thôi, em sale luôn. Rồi dài da nè 65 kg chứ lại. Rồi dài da giùm em luôn nha, 65 kg chứ lại. Rồi hồng đất hết.
dài 125, bộ này đẹp nè mấy chị. Đó, bộ này đẹp nha. 65 ký chưa? Dài sale 125.000. Rồi ghi cho tiếp dài da bò luôn, 65 ký chưa? Đó, hàng Quỳnh Anh có ít thôi vài bộ. Rồi chốt đơn nhìn em nha, dài da bò. Dài da và dài da bò, 65 ký trở lại giùm em. Hồng đất em hết. Hồng đất em hết nha. Rồi em còn dài da với dài da bò. Rồi lửng xanh vừa thay ra. Này này phải không em ơi? Yêu thủy là đúng không em? Lửng xanh, lửng 120 dài 125. Rồi bây giờ mình xen kẽ lửng lại đi. Lửng lại đi ha. Lửng mẫu đẹp đẹp. Rồi ok như thủy lấy rồi nha Như Thủy. À lửng lại nè. Lửng cam 60 kg cho là lửng cam. Dài tiết còn nữa nha. Dài tiết còn nữa. Rồi lửng cam 60 kg cho là. Rồi lấy đi giùm tiếp. Lửng cam. Lửng đen 60 kg cho là lửng đen. 60 kg cho là lửng đen nha. 70 kg không có khách. Rồi lửng lá 62 kg cho là. Đủ ngân vừa nha khách, vừa nha. Rồi lửng lá luôn 62 kg cho là. Lửng đen cho chị Thúy Hà. Lửng đen. Rồi lửng lá mình tí luôn nè. Lửng lá nha. Lá này 62 kg cho. Đó lửng lá 62 kg cho màu xanh lá. Rồi lửng mèo. Lửng lá cho cherry. Cherry đây, lửng lá. Rồi lửng cam nha. Nhìn lại dùm tiếp bộ này cái nha. Lửng cam nha 60 kg cho là. Rồi kim anh la lửng cam hết lá là thắng rồi. Đây lửng mèo này nhỏ nè 58 cái loại lửng mèo. Rồi đẹp lắm cả nhà. Đây nè em còn sót lên bộ thôi, lửng mèo. Rồi lửng cam em hết nha. Lửng mèo. Lửng cam sữa đó bị lỗi. Cái áo nó dính màu. Lửng vàng 62 cái cho loại lửng vàng. Hết lá nha, hết lá. Lửng vàng 62 chứ chưa là. Lửng hồng da 62 chứ chưa là. Lửng hồng da. Lửng mèo cho đẹp hoa. Đẹp hoa có lửng mèo. Đó con mèo Kitty. Rồi à, Đỗ Ngân mua hàng lên số điện thoại Đỗ Ngân. Cô đang mặc đẹp quá hả. Rồi lửng hồng da. Lửng da bò 62 ký chưa. Rồi 65 ký có chị. Lửng da bò. Rồi 75 ký không vừa chị. Lửng da bò. Đây bộ này mới nhức nhối nè. Đổ ngân lấy lửng vàng. Rồi ok đổ ngân lửng vàng. Lửng hồng da cho thắng đổ. Rồi ok khách nha. À đùi tiếp hết rồi khách. Lửng da bò hết vàng, hết vàng. Đây bộ này đẹp. Dài quần đen còn nhưng mà có một hai mẫu. Lửng xám quá đẹp luôn, 60 kg cho lửng xám. 60 kg cho lửng xám. Rồi lửng xanh dương. Rồi 60 kg cho lửng xanh dương. Lửng xám cho Thủy Hoàng. Thủy Hoàng lửng xám. Hết xám nha, xám có một. Rồi lửng xanh dương 60 kg trở lại khách ơi. Kiều Trang một bộ em. Rồi lửng xanh cho chị Thúy Hằng nè. Lửng xanh. Lửng da bò nha 62 kg trở lại lửng da bò. Bộ
bộ mặt toàn vàng với xanh chị. Bộ mặt đầu lai, à bộ đang mặc này hết rồi nha, bộ đang mặc là hết rồi. Lửng đen còn sót một bộ, 62 ký nha. Lửng đen còn sót một bộ nha, 62 ký chưa. Rồi lửng đen xám em hết rồi nha, xám em chốt rồi, hết rồi. Lửng đen cho Như Thủy. Rồi Như Thủy có lửng đen, lửng xanh dương hết luôn. Lửng sọc 65 ký chứ là. Lửng sọc 65 ký chứ là, khách ơi, lửng sọc. Đúng rồi em. Lai riêng chung là sao? Kiều Trang lửng sọc. Rồi ok Kiều Trang. Rồi cái này lửng cổ tim đi. Đó, cổ tim 65 ký là lửng cổ tim. Rồi lửng cổ tim nha, 50 đến 65 ký cổ tim. Cái tà, hai cái tà nó khác nha cả nhà, hai cái tà nó khác nhau nha. Áo phát này không có like hết rồi. Cổ tim cho Linh Trần. Rồi Linh Trần có lửng cổ tim. Rồi lửng hồng da 65 ký chưa. Thiêu nha. Rồi lửng hồng da 65 ký chưa. Quá trời đẹp. Đây, cả nhà ơi, nó thiêu nè, chữ ký. Rồi lửng hồng da 65 ký chưa lại. Ba màu nè. Rồi lửng da, rồi màu da luôn đi. Lửng hồng da, lửng da 65 ký chưa lại. Rồi lửng da, bộ đang cầm lửng da. Rồi bộ mặt hết. Hết bộ mặt. Lửng da bò. Lửng bò, lửng bò. Lửng bò khách ơi. 65 ký trở lại nha, thiêu nha. Rồi, đây lửng bò 65 ký trở lại. Lửng da. Bên mặt dài. Bên mặt dài còn màu xanh, màu hồng phấn, màu hồng đậm, màu đỏ. Rồi đây lửng chuột, hình con chuột 65 ký cho lửng chuột. Bộ em mặc quần dài là còn dài đỏ, dài hồng, dài phấn, dài xanh. Rồi lửng chuột 65 ký cho. Rồi Thí Quỳnh mua hàng lên số chị, mình khách mới phải kèm số vô chị ơi. Lửng hồng da. Rồi Đào Nhã Hải có lửng hồng da. Rồi đây màu này màu hồng da. Đào Nhã Hải lửng hồng da. Mã thì ghi cho tí lửng chữ 65 ký cho. Lửng chữ nha. Rồi lửng da dồn đơn Hằng Lưu Thị. Đây lửng da. Rồi lửng chuột. Chuột là món nào? Đây. Lửng chuột cho Khải Vân. Khải Vân lửng chuột. Thí Quỳnh lấy gì đây ta? Hồng da chốt rồi, Thí Quỳnh không có nha. Lửng chữ. Lửng chữ. Út Ích lấy lửng chữ. Rồi ok, Út Ích lửng chữ. Chuột chữ đều hết. Chuột với chữ hết nha. Còn mấy bộ dài để xíu tiết lên đi, để xíu đăng like mấy bộ lửng. Ai lửng chuột, còn chuột này nữa không? Chuột, chuột lá đậm mà. Lửng chuột lá nữa không khách? Lửng chuột lá. Ai lấy thì ghi một tiếp nha. Lửng chuột lá. Đó, lá là màu xanh lá đậm nè. Lửng chuột lá nha, chuột nhạt kia chốt rồi ha. Rồi lửng chữ to. Lửng chữ to nha. 50 đến 65 ký lửng chữ to.
đựng chữ to hết thôi, đựng chữ to. Rồi lửng đỏ nè, 50 đến 65 kg lửng đỏ. Lửng xanh, lửng đỏ. Lửng bò, lửng da hót nha. Hết da rồi, hết da. Hết da, hết da. Lửng xanh đen, trời ơi, bộ đẹp quá cả nhà, 65 kg là hàng Quỳnh Anh. Lửng xanh đen 65 kg cho bạn. Lửng xanh đen 65 kg cho lại dùm tiếp nha. Lửng xanh đen. Rồi lửng đỏ. Lửng đỏ nha. Rồi lửng chữ to. Lửng xanh đen Nguyễn Quỳnh Trâm. Rồi ok khách, lửng xanh đen Nguyễn Quỳnh Trâm. Lửng chữ gọn bộ nè khách, lửng chữ gọn bộ nha. Lửng cam. Rồi 65 kg cho là lửng cam, 50 đến 65 kg lửng cam. Rồi bộ mặt em hết rồi, bộ mặt em còn quần dài. Hằng vỏ lửng chữ to. Rồi ok chị, lửng chữ to em hết nha. Rồi lửng cam. Rồi lửng cam Thủy Hoàng lửng cam. Chữ to em hết rồi khách. Rồi ghi cho tiếp lửng lá, 65 kg chưa, lửng lá nha. 65 kg chưa, chữ to hết rồi khách. Lửng lá 65 kg chưa nè. Lửng lá 65 kg chưa nè. Lửng lá. Rồi lửng tím 65 kg cho là lửng tím. Rồi chị Nguyễn Kim Tuyền ơi, chị không có bộ nào hết nha. Mấy bộ chị đặt đã chốt hết rồi. Cái nào chốt rồi không còn chị. Lửng tím nha, 65 kg cho là. Lửng lá, lửng tím 65 kg cho là. 50 kg trở lên 65 kg là. Đây. Lửng tím phối, phối với quần xám. Lửng lá cho Nguyễn Nguyên. Rồi Nguyễn Nguyên lấy lửng lá nè. Rồi bây giờ tiếp còn lửng tím. Tím này là thiêu nha, 65 kg cho là lửng tím. Rồi lửng tím Kim Anh La. Kim Anh La lửng tím nè. Ai lửng tím phối. Phối quần màu xám. Tại vì chữ xám, quần xám. Rồi Nguyễn Thị Be chị ơi, đọc cái ghim ở dưới có ghim lửng với dài có ghim. Rồi lửng tím phối nha. Rồi chuẩn bị qua dài lại. Quá đẹp luôn. Lửng hồng da lại, màu hồng da nha. 50 đến 65 kg lửng hồng da. Quá đẹp. 50 đến 65 kg lửng hồng da. Rồi lửng đỏ. 65 kg cho là lửng đỏ. Kiều Trang lửng hồng da. Trời ơi bộ quá đẹp. Lửng đỏ. Quá trời đẹp. Lửng tím phối Kim Loan. Rồi Kim Loan có lửng tím phối. Tím phối hết. Lửng đỏ 50 đến 65 kg. Rồi lửng đỏ 50 đến 65 kg. Lửng đỏ 50 đến 65 kg lửng đỏ. Dài xanh. Rồi dài xanh 50 đến 65 kg dài xanh. Rồi chốt đơn dùm tiếp dài xanh. Dài đỏ. Rồi dài đỏ nha, 50 đến 65 kg dài đỏ. Lửng đỏ cho Thí Quỳnh.
với quỳnh lẫn đỏ. Rồi hồng da hết, dài đỏ. Rồi long trần mua hàng lên số chị. Lên số điện thoại khách mới kèm số. Dài xanh cho chị Hạnh Thanh. Rồi ok chị, dài xanh. Dài đỏ Nguyễn Quỳnh Trâm. Rồi Như Thủy đi đơn. Long Trần không có số, không có lấy hàng nha chị. Long Trần là lấy gì đây? Dài đỏ, dài xanh. Long Trần đỏ với xanh. Rồi long trần dài xanh với dài đỏ. Đây là dài xanh. Rồi đây là dài đỏ. Rồi chị Hạnh Thanh lấy dài đỏ. À em hết đỏ rồi chứ. Hạnh Thanh ơi em hết đỏ, em còn hồng với phấn. Rồi em còn dài hồng với dài phấn, em hết đỏ nha. Dài hồng dài phấn. Em còn dài hồng với dài phấn nha mấy chị. Rồi em còn dài hồng dài phấn. Bộ mặt hết, tím phối hết. Nào còn hãy đặt nha, mấy mẫu đó hết rồi đó. Đây mẫu này đẹp tuyệt vời luôn. Dài hồng dài phấn. Long trần. Rồi long trần dài hồng dài phấn. Dài phấn Úc Ích, dài xanh Quốc Anh. Rồi Quốc Anh dài xanh. Úc Ích dài phấn. Rồi 40kg không có chị. Rồi em còn bộ dài hồng nữa, em hết mẫu đó nha. Em còn bộ dài hồng. Rồi em qua chữ nè. Đẹp quá mấy chị. Đây chữ nha. Rồi mấy chị ghi cho tí là dài đỏ tươi. Ủa cái bộ này lửng. Lửng chị ơi. Bộ này lửng nha. Lửng đỏ tươi. Rồi 50-65kg. Bộ này lửng nha. Tại vì mẫu này em có vừa lửng vừa dài. Lửng đỏ tươi. Rồi chị nào lấy đi dùm tiếp nha. Lửng đỏ tươi. Đó nó có thiêu dưới quần. 50-65kg. Lửng đỏ tươi. Em có dài đỏ tươi nè. Em có dài nữa nha. Đây này dài đỏ tươi. Tiger Bảo lửng đỏ tươi. Rồi đây dài đỏ tươi nè. 50-65. Ủa cái này lửng luôn hả? Rồi xin lỗi cả nhà. Vậy là cái cục này lửng. Lửng đỏ tươi Ngô Ngọc. Rồi Ngô Ngọc dần dồn đơn sáng. Chị có kêu đi đơn không chị? Nếu mà kêu rồi là không dồn được nha chị. Đây này dài nè. Dài hồng dâu 50-65kg dài hồng dâu. Đó nó có thiêu nè mấy chị. Rồi dài hồng dâu giùm em nha. 50-65kg dài hồng dâu. Rồi con bé chị ơi, màu gì mã gì chị. Dài hồng sen 50-65kg dài hồng sen. Đó nó có thiêu trên quần nè. 50-65kg dài hồng sen. Rồi Như Thủy dồn đơn sáng. Khách ơi nếu mà nói đi đơn rồi không dồn được nha. Còn khách nào chưa có nói gì thì em dồn vô được. Ok chị Ngô Ngọc. 70kg chứ không có khách. Rồi dài đỏ đô. 50-65kg dài đỏ đô. Rồi khách lấy ghi giùm tiếp nha. Mã của mình là dài đỏ đô. 50-65kg dài đỏ đô. Đỏ đô nha, dài đỏ đô. 50-65kg dài đỏ đô. Rồi chị Hằng bỏ dồn đơn sáng thổi gọi ok chị. Dài đỏ đô, dài sen, dài hồng dâu.
Rồi ok Phạm Đông Đông. Dài 125.000 hồ lây. Mặc hết rồi khách. Rồi dài sọc, dài xanh sọc 50-65kg. Dài xanh sọc 50-65kg nha, dài xanh sọc. Mấy bộ dài nữa qua lửng này nha. Rồi dài vàng chuột 65kg chứ là dài vàng chuột 50-65kg dài vàng chuột 50-65kg dài xanh sọc quỳnh trăm, dài xanh sọc. Rồi dài vàng chuột xanh sọc, rồi xanh sọc to. Dài xanh sọc mũi chương kiều. Đây, dài xanh sọc. Rồi dài đỏ chuột. Dài xanh sọc cho Mimi. Mimi có dài xanh sọc. Rồi à, lấy chốt tiếp nha. Tiếp còn nha, mỗi này còn. Mimi dài xanh sọc. Rồi dài đỏ chuột 50-65kg. Mũi chương kiều. Mũi chương kiều dài xanh sọc. Dồn đơn sáng rồi ok nha. Dài đỏ sọc, dài vàng chuột cho Thi Trần. Thi Trần dài vàng chuột, dài đỏ chuột 50-65kg dài đỏ chuột. Rồi dài đỏ gấu 50-65kg dài đỏ gấu. Rồi chốt mình tiếp nha. Ai dài đỏ gấu 50-65kg. Rồi lấy vàng chuột. Hết vàng chuột rồi khách ơi, hết rồi nha. Rồi Thi Trần. Thi Trần hồi sáng kêu đi đơn là không có dồn được nha. Đó, nếu mà kêu đi đơn rồi là bên tí đã gối không có dồn được. Lưu ý mình tiếp nha. Dài xanh sọc hải đậu. Rồi hải hậu có dài xanh sọc. Chị nào mà kêu đi đơn hồi sáng rồi không có dồn vô được nha. Anh Gia Huy không có đơn bên tí khách ơi. Dài vàng 60kg chưa? Dài vàng 60kg trở lại thiêu nha. Rồi dài vàng 60kg trở lại. Dài vàng. Rồi cái ba lỗ này 55kg trở lại. Này dài xanh ngọc 55kg ạ. Ba lỗ nha. Rồi dài vàng cho Long Trần 60kg chứ ạ. Rồi dài xanh ngọc. Xanh ngọc này 55kg chứ lại khách ơi. Cái ba lỗ này 55kg chứ lại nha. Dài xanh ngọc 55kg chứ ạ. Dài xanh biển. Dài xanh biển 55kg chứ lại. Đó, thiêu quá đẹp luôn. Rồi dài xanh ngọc và dài xanh biển nha. Rồi màu biển nha. Rồi 55 chứ là cái này là nhỏ ha. Cái này nhỏ. Dài vàng tiếp hết. Dài xanh sọc còn bộ nha. Dài xanh ngọc. Thanh Phương lấy dài xanh ngọc 55 chứ chứ. Rồi cái này là dài xanh biển. À, đơn hồi sáng là đang gọi, đang gọi nha khách. Rồi dài tím nha, tím thì nhỏ nha. Hết xanh ngọc.
Rồi tím này nó đi với quần màu da, tại nó phối nha, dài tím 57 kg cho là. Đó, cái này nó phối nha cả nhà. À, cái chữ thiêu nè. Rồi dài tím 57 kg cho là. Đó, cái này loan màu đẹp tuyệt vời luôn. Dài tím 57 kg cho là, dài tím. Dài tím nha, 57 kg cho là dài tím. Dài da bò, chuẩn bị qua lửng lại nè. Rồi dài da bò nha, dài da bò 60 kg cho là, dài tím dài da bò 60 kg cho là, dài tím dài da bò 60 kg cho là. Rồi qua lửng, lửng vàng, lửng sọc vàng 50-65 kg, lửng sọc vàng 50-65 kg. Chị Long Trần ơi, chị 5 bộ rồi, khách mới của em chốt tối đa 5 bộ, nếu mà mua trên 5 bộ thì cọc giùm em mới chốt thêm được nha chị. Dài da bò cho bệnh viện, dài xanh biển cho Thi Trần, xanh biển là 3 lỗ nha. Rồi dài da bò bệnh viện, dài da bò lửng vàng sọc 50-65 kg, lửng vàng sọc quá dễ thương cả nhà, 50-65 kg. Dài tím như Vinh Trần, Vinh Trần lấy dài tím hay tuyệt vời. Lửng sọc vàng với chị Mỹ Yến Trần. Lửng sọc nhỏ là đẹp quá mấy chị, 62 kg cho lại. Lửng sọc nhỏ rồi, ok Thi Trần, ok. Rồi chốt cho em nha, lửng sọc nhỏ đẹp quá mấy chị, 62 kg cho lại. Rồi lửng sọc xanh nha, 65 kg lại, có cái túi nè, lửng sọc xanh. Rồi 65 kg cho lại dùm tiếp nha, lửng sọc xanh, lửng sọc nhỏ, lửng sọc xanh. Rồi lửng vàng 65 kg rồi, cái này có thiêu nha, sọc vàng hả. Rồi lửng vàng, lửng vàng này thiêu rồi đấy nè, 50-65 kg. Lửng sọc xanh vô Nguyệt Võ, Nguyệt Võ có lửng sọc xanh. Rồi lửng, lửng vàng nha, lửng vàng sọc xanh tiếp hết nha, lửng vàng, lửng vàng sọc xanh hết, lửng sọc nhỏ, lửng sọc xanh hết nha khách. Con mặt bán rồi khách, lửng sọc nhỏ vi mi, sọc nhỏ này đẹp nè, đó hình cô gái nè. Lửng xanh nhỏ luôn đi, xanh nhỏ nè, sọc xanh nhỏ nhỏ, lửng xanh nhỏ. Rồi có ghim giá tiền dưới bù loan, bù loan nhìn cái ghim dưới nha, lửng xanh nhỏ, lửng vàng 65 kg chưa, lửng vàng. Rồi lửng đỏ sọc 50-65 kg, lửng đỏ sọc, lửng đỏ sọc 50-65 kg, lửng đỏ sọc. Lửng vàng cho Nguyễn Giang, Nguyễn Giang có lửng vàng. Lửng đỏ sọc 50-65 kg, lửng đỏ sọc. Rồi 47 kg không vừa chị. Ở đây nãy giờ em không có báo cái nào 47 kg, em báo là 50 kg trở lên, 65 kg trở lại nha. Nãy giờ em không có báo nào mà 47 kg hết nha. Lửng xanh nhỏ như Nguyên Trang, xanh nhỏ có nghĩa là cái sọc nó nhỏ nhỏ như thế này nha Nguyên Trang. Một mặt hết rồi khách.
Rồi lửng kem 50 đến 62 kg. Lửng kem. Trần Thị Vũ Hải. Lửng đỏ sập. Trần Thị Vũ Hải lửng đỏ sập, không có đùi em ơi. Gò lửng cam 50 đến 62 kg. Lửng cam, lớp Nguyễn lửng cam. Rồi lửng đỏ. Rồi Mạnh Nguyên đặt hàng lỗi không nghe, bây giờ đặt lại cọc mới chốt lại nha. Đỏ sập tiếc hóa là Ngọc Cẩm. Lửng đỏ 50 đến 62 kg. Quá đẹp luôn, lửng đỏ nha. 50 đến 62 kg. Rồi, lớp nguyên lửng đỏ. Ok. Rồi, lửng đen. Quá đẹp. 50 đến 62 kg lửng đen. Em canh chị lên bổ thung hả? Rồi em. Rồi lửng hồng. Quá đẹp luôn nè. 50 đến 62 kg lửng hồng. Đó, đẹp tuyệt vời chưa? Dễ thương quá trời. Rồi lửng đen lửng hồng. Lửng trắng sọc. Lửng hồng cho lớp nguyên lửng hồng. Rồi, bệnh viện đơn hồi chưa báo đi rồi, bây giờ không có dồn được nha. Rồi lửng trắng sọc. Lửng trắng sọc. Rồi 50 đến 65 kg lửng trắng sọc. Lửng xanh sọc. Lửng đen cho Đỗ Thanh, Đỗ Thanh có lửng đen. Lửng trắng sọc, lửng xanh sọc. 50 đến 65 kg. À con. Nó nghe nè, Út đi giấy rồi nè, lấy chìa khóa mở cửa đi. Út đi lấy hàng. Nè, vô đây lấy. Cô Phương đưa giùm cô Phương. Còn đứng ở đây cô Phương đem ra cho. Lửng xanh sọc. Lớp nguyên lửng xanh sọc, lửng đen là tiết hết rồi nha. Lửng xanh sọc. Rồi lửng trắng sọc. Rồi 50 đến 65 kg lửng trắng sọc. Rồi Khải Vân lửng trắng sọc. Lửng cam. Rồi 50 đến 62 kg lửng cam. Đẹp quá cả nhà thiêu nè. Rồi lửng cam. Áo khoác hôm qua không thấy gọi, có đọc tên chị Thu Cao không chị? Rồi áo khoác chụp qua gửi cho chốt đơn. Lớp nguyên lấy lửng cam. Rồi lửng cam có hai bộ. Lửng cam có hai bộ 50 đến 62 kg. Rồi cái này tiết có hai bộ nha, khách lấy riêng tiết lửng cam có hai bộ 50 đến 62 kg. Trời đẹp lắm cả nhà, thiêu hết toàn bộ. Không có bán áo bạn, đang like cả bộ. Bụi Trương Kiều lửng cam. Ôi, bộ lửng trắng. Đẹp quá trời. Rồi. Rồi lửng trắng. Rồi 60 kg cho là mặc được lửng trắng nha. Rồi em chuyển khoản đủ đi chị tính giá cũ cho. Bụi Trương Kiều đi đơn. Rồi lửng trắng 60 kg cho nè. Lửng trắng. Lửng xanh. Hết cam rồi khách. Hết cam. Lửng xanh 45 đến 60 kg. 45 đến 60 kg nha lửng xanh. Còn bộ em bận màu xanh không? À, hết rồi chị. À quên, bộ em mặc hết rồi. Rồi. Ok chị. Rồi ok em. Lớp nguyên này đưa cái giấy đó cho tí, để tí dặn chút đơn. Rồi đây nha.
để nữa dặn chốt đơn lửng trắng cho chị Mỹ Yến Trần, lửng trắng. Rồi lửng xanh cho lớp Nguyên, lửng xanh. Rồi lửng đỏ. Lửng đỏ 60kg cho lửng đỏ. Quá trời đẹp luôn á, lửng đỏ nha. Xanh tí còn xanh dương rồi, Thái Hoài ơi chịu không? Thái Hoài với Kim Anh La còn lửng xanh dương nè. Ba bộ. Còn lửng xanh dương rồi không khách. Màu kia màu xanh giống như là xanh xanh ve chai vậy đó, còn màu này màu xanh dương. Đó, còn lửng xanh dương với lửng đỏ nha. Còn hai màu. Lửng xanh dương, lửng đỏ Minh Khánh mua hàng lên số. Chị Thu Cao hôm qua chị đặt nhưng mà tiếc có đọc tên chị không? Đó, có đọc tên chị không chị? Để tiếc biết đường, tiếc dò đồ. Có đọc tên chị không? Có đọc tên mới có đồ nha. Rồi còn lửng xanh dương với lửng đỏ nha khách. Chị ơi bây giờ chị nghe tiếc nói không? Tiếc đang hỏi tiếc có đọc tên chị không? Chứ bây giờ chị cứ nói hoài mà chị không trả lời tiếc rồi sao tiếc mấy đường tiếc kiểm tra cho chị. Rồi Kim Anh La lửng xanh dương. Rồi ok chị. Không có đọc tên là không có đồ, là không có đồ thì không có gọi. Đó, đã hỏi chị mà chị không trả lời, chị cứ tự nói không à. Rồi ghi cho tiếp nè. Lửng sen cả nhà ơi. Lửng sen 50 đến 65 kg lửng sen. 50 đến 65 kg lửng sen. Quá đẹp luôn. Lửng cam 50 đến 65 kg lửng cam. 50 đến 65 kg lửng cam. Lửng sen lửng cam hai màu nha. Lửng sen lửng cam. Lửng đỏ 50 đến 62 kg lửng đỏ. 50 đến 62 kg lửng đỏ. Lửng sen cho Liên Mai, Liên Mai lấy lửng sen. Thái Hòa lấy sen, ok Thái Hòa. Lửng sen. Rồi lửng đỏ. Lửng đỏ rồi. Lửng bò sọc. Màu da bò, màu quần sọc. 65kg cho ạ. Lửng bò sọc. 65kg ạ. Lửng bò sọc. Đó, quần sọc như thế này nha. 65kg cho ạ. Lửng cam cho lớp Nguyên, lửng cam. Nó xem. Chip chip mua hàng lên số. Dạ chị Mỹ Yến Trần. Chip chip lấy lửng cam. Lửng đỏ cho Hiếu Nguyễn. Rồi hết cam hết cam. Lửng bò sọc. Màu da bò quần sọc. Lửng bò sọc 50 đến 65kg. Lửng bò sọc. Hết đỏ 50 đến 65kg. Rồi lửng tím 50 đến 65kg lửng tím. À lửng đỏ còn còn bộ nha. Thấy rồi. Rồi lửng đỏ, lửng đỏ Võ Thảo Yên có nha. Còn sót bộ lửng nè. Lửng đỏ. Lửng bò sọc, Ngọc Đoàn lửng bò sọc. Rồi lửng tím khách ơi, 65kg chưa. Rồi Thắng Đỗ lấy lửng tím. Rồi ok chị, lửng tím. Có thiêu dưới quần 70kg không có chị Mỹ Dung. Lửng cam. Đẹp nè. Rồi 50 đến 65kg lửng cam. 50 đến 65kg lửng cam.
Rồi lửng da bò 50 đến 65 kg lửng da bò. Cái chữ là thiêu hết nha mấy chị. Rồi lửng da bò, cái quần cũng là thiêu luôn nè. Lửng cam, lửng da bò 65 kg cho là dùm tiếp nha, 50 đến 65 kg. Ngọc Đoàn mới nhập tên em một bộ em. Liên Mai lấy lửng cam rồi, ok Liên Mai có lửng cam. Rồi lửng cam hết luôn Thái Hoàng ơi, còn bò. Mỹ Vinh Lý có hàng lên số chị. Có hàng lên số chị ơi. Lửng da bò hai bộ nha. Cam hết. Cam để ngó không còn. Hết cam. Quá trời đẹp, lửng trắng, hết cam. Lửng trắng 50 đến 65 kg lửng trắng. Rồi lửng trắng hết ơi. Quá trời đẹp thiêu nha. Lửng trắng hai bộ. À trắng này khác, trắng này khác. Rồi lửng hồng 50 đến 65 kg lửng hồng. 50 đến 65 kg lửng hồng. Đẹp ha. Chữ thiêu hết cho mình nha. Rồi lửng trắng hai. Lửng hồng cho lớp nguyên lửng hồng. Rồi lửng trắng nha. Rồi bây giờ lửng trắng hai. 50 đến 65 kg lửng trắng hai. Lửng trắng cho Thái Hòa. Ai đẹp quá Thái Hòa. Rồi chị Đẹp Nguyễn mua hàng lên số, Nhung Lê mua hàng lên số điện thoại. Lửng trắng hai. Rồi khách mới kèm số điện thoại. Hết trắng còn trắng hai. Ngọc Đoàn ơi còn trắng hai. Lửng da quá đẹp luôn. Lửng bò sọc hết hàng. Rồi lửng da, lửng trắng hai. Ngô Thanh Vân lửng trắng hai. Ngô Thanh Vân hết hồng rồi chị ơi. Lửng da 50 đến 65 kg lửng da, màu da đẹp quá. 50 đến 65 kg. Rồi lửng da nha. Lửng da chị Đẹp Nguyễn chị không có cho số điện thoại, nãy em có báo rồi ha. Khách mới mua hàng lên số, chị không có số rồi, đâu có đọc tên đâu chị. Lửng trắng một hết hàng. Rồi lửng đỏ còn lại hai bộ. Em chỉ đọc tên khách mới có số điện thoại, không có số em không có đọc. Rồi lửng đỏ, lửng đỏ em còn hai bộ. Lửng da Mỹ Vinh Lý. Rồi lửng da Mỹ Vinh Lý. Rồi lửng đỏ giùm em nha. Lửng đỏ 50 đến 62 kg. Kiều Trang lửng đỏ. Rồi Điệp Nguyễn chị lấy mã gì lên lại đi chị. Chị lấy mã gì? Lửng đỏ cho anh Quỳnh hết da rồi nha. Thiếu Quỳnh ơi hết da. Lửng đỏ cho anh Quỳnh. Rồi lửng sọc giùm tí luôn. Rồi trắng hết rồi chị. Hết trắng rồi chị ơi. Rồi lửng sọc 50 đến 62 kg. Rồi Điệp Nguyễn không có bộ nào hết nha. Sọc cho lớp Nguyễn, lửng sọc hết da, hết da, hết da rồi cả nhà. Rồi lửng hồng đất 50 đến 62 kg lửng hồng đất. Rồi 50 đến 62 kg lửng hồng đất. Rồi hết rồi chị Thắng Đỗ. Rồi cái này ghi cho tiếng lửng hồng 2 nó khác nha. 50 đến 62 kg. Rồi lớp nguyên lửng hồng đất. Lửng hồng 2 khách ơi. Lửng hồng 2 nha. 50 đến 62 có 3 kg. Rồi lửng xanh ngọc 60 kg trở lại, lửng xanh ngọc. Rồi, lửng xanh ngọc 60 kg trở lại, lửng xanh ngọc.
lẫn xanh nhẹ, 60kg cho lại lẫn xanh nhẹ. Rồi lớp nguyên lẫn xanh ngọc, lẫn hồng 2 cả nha, lẫn hồng 2, lẫn xanh nhẹ, lẫn xanh nhẹ cả nhà ơi. 45 đến 60kg lẫn xanh nhẹ, lớp nguyên lẫn xanh nhẹ. Rồi lửng cam 65kg chưa? Chữ thiêu nha, lửng cam 65kg chưa? Rồi lửng cam 65kg nè, lửng cam. Rồi đùi dài lai nãy giờ chắc hết rồi khách. Lửng xanh. Rồi hết xanh ngọc em ơi. Lửng xanh 50 đến 65kg chữ thiêu nha. Xanh nhẹ hết luôn rồi Thái Hoàng. Hết xanh nhẹ. Tiếp còn quần sọc nha. Khách nào coi quần sọc tiếp lên là quần sọc cho. Lửng xanh cho lớp nguyên. Hết xanh luôn còn cam với tím. Rồi lửng tím 50 đến 65kg thiêu chữ nha mình. Lửng tím Nga Hoàng không có chị. Cái nào em dơ lên em mới trốn mà. Chị đặt những cái màu em đâu có dơ lên đâu mà có chị. Rồi lửng tím giùm tiếp nha. Lửng tím lửng cam. Rồi lửng tím lửng cam. Chị Dung Hồ Thị mua hàng đúng mã kèm số chị ơi. Rồi lửng cam hải đậu lửng tím Dung Lê. Rồi ok. Lửng cam lửng tím. Rồi đây lửng tím Minh Phượng, lửng tím cho Minh Phượng. Hết lửng xanh nha, còn lửng cam nha cả nhà. Lửng cam cái chữ nó thiêu vậy nha. Lửng cam hết xanh luôn nha. Bây giờ lửng gấu đi, qua con gấu đi. Đây lửng cam gấu. Rồi 62kg trở lại. Lửng cam gấu 62kg trở lại. Lửng cam gấu, lửng bò gấu. Lớp nguyên lửng cam gấu, lửng bò gấu 62kg à, lửng bò gấu. Quá trời đẹp luôn. 62kg à. Đây lửng đen. Lửng đen 65kg à. Rồi bộ đẹp quá cả nhà. Lửng bò gấu, lửng đen. Đen này 62kg thôi, 62kg thôi nha. 65kg sợ ôm. Đó, lửng đen. Bò đẹp quá trời luôn. Lửng đen cho lớp nguyên, lửng đen. Rồi, lửng bò gấu cả nhà nha. Lửng bò gấu. Quá đẹp luôn á. Con gấu hết đen, đen có một bộ một. Lửng cam, cam này cam cà rốt nha, 50 đến 65kg. Lửng cam. Rồi cam này bị dơ rồi cả nhà ơi, dơ rồi bỏ ra nha. Rồi giá em có ghi ở dưới Nguyễn Thị Xuân. À bò sọc nè, nãy ai kiếm bò sọc còn bộ bò sọc. Lửng bò gấu Tiêu Thị Lên, lửng nha khách nha, nhớ ghi lửng vô nha khách. Lửng bò gấu Tiêu Thị Lên. Rồi lửng đỏ nha, 50 đến 65kg lửng đỏ. 50 đến 65kg lửng đỏ. Rồi đây lửng bò sọc, 50 đến 65kg lửng bò sọc. Rồi anh Quỳnh lấy lửng bò sọc. Lửng cam nè, 65kg chưa? Có thiêu chữ sau lưng cổ tim cho mình nha. Rồi lửng cam cổ tim, cổ tim. 50 đến 65kg. Đó, thiêu nè. Rồi lửng cam 50 đến 65kg, cổ này là cổ tim.
Rồi lửng đỏ đô 65 kg cho lại khách ơi. Quỳnh Anh nè, lửng đỏ đô 65 kg cho lại, lửng đỏ đô. Rồi lửng đỏ đô 65 kg cho lại. Đó Quỳnh Anh nha, đẹp quá trời đẹp. Lửng đỏ đô. Rồi lửng chuột 50-65 kg lửng chuột, quá dễ thương luôn. 50-65 kg lửng chuột. Rồi lấy chốt giùm em nha. Đó em báo lại nè. Lửng chuột 50-65 kg lửng chuột. Lửng đỏ đô. Rồi 50-65 kg lửng đỏ đô. Rồi lửng cam ha. 50-65 kg lửng cam. Lửng đỏ sọc. Rồi 50-65 kg lửng đỏ sọc. Lửng chuột cho Ngọc Đoàn. Đoàn có lửng chuột. Ok khách nè. Lửng chuột Ngọc Đoàn. Lửng đỏ sọc. Lửng đỏ đô Ngô Thanh Vân. Lửng đỏ đô này, đỏ đô của hàng của Quỳnh Anh đó cả nhà, hàng Quỳnh Anh đẹp. Rồi hết đỏ đô chị ơi. Ai lửng hồng sen 50-65 kg lửng hồng sen. Rồi lửng hồng sen nha, 50-65 kg lửng hồng sen. Ngọc Đoàn đi đơn ok khách nha. Rồi lửng hồng sen. Lửng hồng nhạt 50-65 kg lửng hồng sen, lửng hồng nhạt. Rồi 50-65 kg lửng hồng sen, lửng hồng nhạt. Lửng hồng sen, lửng hồng nhạt. Rồi lửng đen 62 kg cho lại, lửng đen. Rồi 62 kg cho lại khách ơi, lửng đen nha. 62 kg cho lại. Rồi lửng hồng nhạt. Chíp chíp. Chíp chíp lửng hồng nhạt. Rồi bây giờ là lửng hồng sen. Lửng đen. Rồi 62 kg cho lại bộ đen này nha. Lửng đen 62 kg cho lại. Rồi lửng đen 62 kg cho lại. Rồi cái này quần sọc. Lửng xanh đen nha. Lửng đen trần tươi. Lửng đen trần tươi. Lửng xanh đen. Lửng xanh đen 62 kg cho lại. Áo xanh đen quần sọc. Đây lửng xanh đen 62 kg cho lại. Lửng xanh đen hai bộ. Lửng xanh đen chỉ có hai bộ nha. Kim Loan lấy lửng xanh đen. Rồi tiếp còn bộ nữa nha khách, còn bộ. Tiêu Thị Lên lửng xanh đen này, có hai bộ. Mẫu đó tí còn màu để tí xíu nha. Đây lửng đỏ 62 kg cho lại. Thiêu ở sau lưng, thiêu ở phía trước. Lửng xanh đen. Nó xanh đen rồi nhân lên. Khoan khoan đây đây. Rồi ơi mừng quá còn. Rồi Nhung Lê có lửng xanh đen nha. Nhung Lê có lửng xanh đen. Rồi lửng đỏ. Đỏ này thiêu chữ trước sau nha. Đỏ thiêu trước thiêu sau. Với quần 62 kg cho lại. Rồi lửng đỏ 62 kg cho lại. Cái mẫu sọc giờ tiết lên mẫu sọc cho nhiều màu. Đây quần sọc. Quần sọc quá trời đẹp luôn. Lửng đỏ cho chị quanh vỏ. Quanh vỏ lửng đỏ. Rồi lấy cho, ghi cho tiếng lửng đen chữ nha. 62 với lại quần sọc nha. Đó quần sọc áo màu. Ai lửng đen chữ 45-62 kg. Lửng đen chữ.
45 đến 62 kg rồi, hai bộ đen chữ. Hai bộ đen chữ. Lửng đỏ chữ. Rồi lửng tới đầu gối nha, không có qua đầu gối. Lửng đỏ chữ tới đầu gối thôi khách. Rồi lửng đỏ chữ. 45 đến 62 kg, lửng đỏ chữ, lửng đen chữ, lửng đỏ chữ. Lửng xanh chữ. Rồi 45 đến 62 kg, lửng xanh chữ. Đó, màu ha, lửng xanh chữ. Rồi lửng xanh biển. Lửng xanh biển, rồi quá đẹp. 62 kg chứ, lửng xanh biển. Rồi lửng xanh chữ. Lớp nguyên cái lửng xanh chữ. Rồi đây lửng xanh biển nè, đẹp tuyệt vời. Lửng đen. Lửng đen nữa nè, còn lửng đen chữ nha. Lửng xanh biển lớp nguyên. Rồi ghi rõ giùm em nha, lửng đỏ chữ, lửng đen chữ nha. Rồi lửng trắng. Quá đẹp nha. 62 chứ nha, lửng trắng. Rồi 62 chứ nha, lửng trắng, quá đẹp. Lửng cam gấu. Rồi 45 62 kg xanh biển hết, hết xanh biển. Đây xanh biển còn một. Rồi lửng xanh biển nhung lê. Nhung lê có lửng xanh biển. Lửng xanh chữ. Hết xanh chữ nữa gì nè. Hết xanh chữ. Lửng trắng chữ Tiêu Thị Lên. Lửng trắng chữ. Rồi em xả thì còn một bộ, bên chị không có chốt nha em. Đó, bên chị bán là gọi chốt hai bộ, xả một bộ là không có chốt nha. Rồi lửng cam gấu. Lửng cam gấu. Lửng đen chữ Vi Mi. Vi Mi lửng đen chữ. Rồi lửng đỏ chữ. Lửng đỏ chữ. 45 đến 62 kg lửng đỏ chữ. 45 đến 62 kg lửng cam gấu. Đó, quần sọc hết cả nhà. Quần sọc nha, áo màng. Đây 45 đến 62 kg. Rồi khách ghi dùm tiếp nha. Ngân Thùy lửng cam gấu. Ngân Thùy. Rồi Ngân Thùy lửng cam gấu. Lửng đỏ gấu nè khách. Lửng cam gấu. Rồi cam gấu nó tiết hết nha, trắng chữ tiết hết. Lửng đỏ gấu. 45 đến 62 kg. Rồi cam gấu đã chốt rồi, bây giờ tiết còn lửng đỏ gấu. Lửng đỏ gấu nha. Lửng đen gấu. Tiêu Thị Lên lửng đỏ gấu. Ai đen gấu, lửng đen gấu. 45 đến 62 kg. Lửng đen gấu. 45 đến 62 kg. Rồi cam gấu có cam này. Đây cả nhà. Lửng cam gấu nè, gấu to nha. Lửng cam gấu to đi. Đó. Tại vì nó nhiều hình, lửng cam gấu to. Lửng hồng gấu. Rồi lửng hồng gấu. 45 đến 62 kg lửng hồng gấu. Rồi 45 đến 62 kg. Rồi mình ghi dùm tiếp theo cái mã thiết lập nha, tại vì áo nó nhiều màu. Rồi lửng hồng gấu, lửng cam gấu to ha. Rồi lửng đen gấu. 45 đến 62 kg. 45 đến 62 kg tay màu.
đây xanh chữ chứ còn chữ chữ này nè. Rồi quanh vỏ lửng cam gấu to cho chị. Rồi ok chị. Rồi cái này mình ghi cho Tiến là lửng xanh 2 đi cho nó gọn ha. Lửng xanh 2, lửng đen gấu cho xương quách. Xương quách có lửng đen gấu. Lửng xanh 2 khách ơi, lửng xanh 2 45 đến 62 kg. Lửng hồng gấu cho lớp nguyên, lửng hồng gấu. Rồi hồng gấu hết ha. Lửng xanh 2 đẹp nha. Này là số 45 đến 62 kg, lửng xanh 2, lửng hồng 2. Lửng cam 2. Lửng đỏ 2, có mấy màu ha. Lửng đỏ 2. Lửng hồng 2. Rồi 45 đến 62 kg. Quá đẹp luôn cả nhà, màu hồng. Rồi lửng hồng 2 dùng tiếp nha. Mẫu này đẹp lắm. Rồi 45 đến 62 kg. Rồi khách lấy ghi cho Tiếu lửng hồng 2. Đây nha, lửng hồng 2, 45 đến 62 kg. Lửng hồng 2. Lửng đỏ 2, lửng xanh 2. Lửng cam 2. Rồi lửng đỏ 2. Rồi chốt đơn người tiếp nha. Lửng đỏ 2, lửng xanh 2, lửng cam 2. Rồi cái này 62 ký trở lại mấy chị. Rồi thi lê không có em ơi. Rồi khách lấy ghi dùm tiếp nha. Hai bộ đi, bộ này nãy giờ bán hai ha. Rồi Trần Thị Vũ Hải khách ơi, ở đây không có size 56 kg, không có size đó nha. Rồi khách ơi, 45 cho đến 62 kg nha, tiếp là 1m6 51 kg đang mặc ha. 1m6 51 kg. Rồi tiếp báo cái size tiếp đang like là 45 cho đến 62 kg. Rồi khách lấy thì chốt cho tiếp nha, lửng xanh 2 nha. Lửng xanh 2. Rồi qua mẫu nha. Đây mẫu này đẹp. Rồi tiêu thị lên 4 bộ nha. Rồi đây bộ này đẹp. Rồi khách lấy đi cho tí lửng da là được. Lửng da nha. Rồi lửng da này 65 ký chưa ạ. Lửng da 65 ký chưa ạ. Rồi lửng da 65 ký cho ạ. Rồi lửng cam. Rồi chị Long Trần ơi, khi nào chị cọc rồi thì em mới chốt thêm được nha chị. Tại mình khách mới em chốt tối đa 5 bộ. Rồi lửng cam giùm em nha. Rồi 50 đến 65 ký lửng cam. Rồi lửng da cũng vậy, 50 đến 65 ký nha. Rồi chốt đơn giùm tiếp nha. Đây. Khách
ơi, khách không hiểu ha, tiết báo là 50, 45 cho đến là 62 kg mình ưng thì mình đặt. Còn lại lấy theo cái kích cỡ của khách là tiết không có. Nha, cái đồ này là đồ may sẵn. Tiết đã báo 45 đến 50 đến 62 kg, mình trong khoảng đó, mình thấp hay cao nữa còn phụ thuộc nữa. Còn bây giờ kêu lấy thì cái số ký của khách là tiết không có. Ở đây tiết bán đồ may sẵn, tiết báo số ký là 45 đến 62 kg. Đó, tiết báo rõ ràng, còn lại là không có lấy theo kích cỡ của khách. Ở đây là đồ may sẵn. Rồi, chốt đơn nhập tiết nha. Mã này là lửng lửng cam đại 65 kg cho là. Lửng cam cho xương quách. Xương quách lửng cam này phải không? Xương quách lửng cam. Lửng cam cho xương quách lửng cam. Rồi cái này là lửng cam đại 65 kg cho là lửng cam đại 65 kg cho lại dùm tiếp nha. Lửng cam đại 65 kg cho lại. Lửng cam đại. Rồi lửng cam gấu 45 đến 62 kg đi. Lửng cam gấu nha, 45 đến 62 kg. Lửng cam gấu 45 đến 62 kg. Rồi lửng xanh gấu 45 đến 62 kg. Lửng xanh gấu 45 đến 62 kg. Lửng xanh gấu. Trời ơi quá đẹp. Lửng đen 45 đến 62 kg. Rồi bạn ơi, vậy thì bạn cứ đặt mã thôi. Bây giờ bạn kêu lấy 62 kg, 56 kg thì tiếc không có lấy được rồi. Mình cảm thấy trong cái số ký đó được thì mình chốt, chứ giờ kêu tiếc lấy 56 kg tiếc đâu có đồ đúng 56 kg tiếc lấy đâu. Nó đặt hàng đơn giản thôi, đừng có đặt phức tạp quá. Phức tạp quá đâu có chốt được. Trang sen giữ 21 bộ, nói cọc 1 triệu không thấy, gọi mấy ngày không nghe máy. Rồi bây giờ cọc thì mới chốt nha, không có chốt nữa, 21 bộ xả rồi đó. Đó mấy chị vì sao mà em nói đặt nhiều phải cọc 21 bộ, nói cọc 1 triệu cuối cùng em re luôn, xả 21 bộ. Mà mấy chị nghĩ đi, em ngồi em like 21 bộ em cũng mệt rồi. Mệt sao không mệt. Đó em ngồi em like cho chọn 21 bộ, nói cọc cuối cùng có cọc đâu. Xả ra mấy chị nghĩ đi, like 21 bộ mệt không? Dạ mệt, mệt, mệt lắm. Rồi, mệt chứ, 21 bộ ngồi nói mệt chứ. Rồi, cho em lửng đen nha. Lửng đen. Rồi, 45 đến 62 kg lửng đen. Rồi, lửng lá. 45 đến 62 kg lửng lá. Rồi, 45 đến 62 kg, cao gọn 65 kg được lửng lá. Rồi lửng xanh 62, 63 cái lại lửng xanh 62, 63 ký cho lại lửng xanh. Rồi chốt một tiết lửng xanh 62, 63 ký cho lại lửng xanh nè Phương. Giải quyết đóng này đi. Lửng lá cho Dung Lê. Rồi Dung Lê có lửng lá. Rồi, mã này ghi cho tiếp. Lửng hồng da. Rồi, Trần Thị Vũ Hải. Bây giờ tiếp lên cái nào đặt cái đó. Còn bây giờ chị nói như vậy là tiếp không có biết cái mã nào để tiếp chốt cho chị nha. Rồi, tiếp chơi cái nào mình đặt cái đó. Còn bây giờ qua mã rồi, hàng nó rất là nhiều, không có chốt được nha. Đặt hàng đơn giản thôi chị. Chị đặt sao mà phức tạp quá, chị chốt không được. Vậy người ta chốt 5-70 bộ còn được, mà sao chị chốt hoài chị chốt không được.
lửng hồng da. Người ta chốt kìa, mười mấy hai chục bộ kìa, lúc nguyên chốt 19 bộ rồi đó. Ta chốt được sao mình chốt hoài mình chốt không được. Rồi lửng la gấu 45 đến 62 kg lửng gấu. Lửng gấu nha, 45 đến 62 kg lửng gấu. Lửng 5 đến 62 kg lửng gấu. Lửng xanh nhạt 55 kg cho lại lửng xanh nhạt. 55 kg cho lửng gấu cho Tiêu Thị Lên. Đó, ở đây sao người ta chốt ào ào, mình chốt không được. Ủa em cũng đọc cái mã như vậy thôi mà sao mình chốt không được, là mình phải coi lại. Rồi lửng cam. 45 đến 62 kg lửng cam. 45 đến 62 kg lửng cam. Lửng hồng da rồi, Vân Trần lửng hồng da. Đá gấu chốt rồi. Rồi lửng xám. 60 kg cho lửng xám. 60 kg trở lại rồi lửng sáng. 60 kg trở lại lửng sáng. Xanh gấu thì hết rồi nha. Hết gấu. Rồi lửng caro nè. 60 kg trở lại lửng caro, cái này quần thun luôn nha. Lửng xám. Ngọc My Quỳnh lửng xám. Lửng caro. Rồi lửng caro 60 kg ạ. Cái này quần thun luôn nha, quần thun áo thun luôn nha. Lửng caro 60 kg trở lại lửng caro. Rồi lửng đen 65 kg trở lại lửng đen. Lửng caro Nguyễn Thị Hoài Phương lửng caro. Rồi lửng đen. Lửng đen 65 kg trở lại, 50 kg trở lên 65 kg là lửng đen. Rồi lửng cam này phối màu 60 kg trở lại lửng cam. 60 kg trở lại lửng cam. 60 kg trở lại lửng cam. Rồi lửng tím 62 kg cho lửng tím. Lửng đen cho Kiều Trang. Kiều Trang lửng đen. Rồi lửng tím 62 kg cho lửng tím. Lửng cam cho lớp Nguyên lửng cam. Rồi lửng tím 62 kg cho lửng tím cho Tiêu Thị Lên lửng tím. Rồi hết tím, hết tím. Đây, qua cái màu trơn chút xíu nha. Rồi lửng da bò 65 kg cho lửng da bò. 65 kg cho lửng da bò. 65 kg cho lửng. Rồi lửng da màu da nha. 65 kg cho cái chữ là thiêu nha cả nhà. Lửng da 65 kg cho lửng da. Rồi 50 đến 65 kg lửng da. 50 đến 65 kg lửng da cho lớp Nguyên. 50 đến 65 kg. Rồi cái này lửng da bò 50 đến 65 kg lửng da bò. Rồi lửng da cho Thúy Quỳnh. Rồi Thúy Quỳnh có lửng da. Rồi lửng lá 50 đến 65 kg, lá này có chữ nha.
đựng lá 50 đến 65 kg. Rồi anh Thu Hà mua hàng kèm số cho chị, mình khách mới phải cho số điện thoại mới gọi được chứ. Ơi rồi lửng lá nha, 50 đến 65 kg lửng lá. Rồi da tiếp hết rồi, thấy không à, màu da hết rồi còn da bò. Lửng lá 2, 50 đến 65 kg lửng lá 2. Lửng lá 2 nha, 50 đến 65 kg lửng lá 2. Rồi lửng đen 50 đến 62 kg lớp nguyên lửng lá 2. Vinh Vinh lấy lửng lá, Vinh Vinh lửng lá. Rồi ok. Lửng đen khách ơi, lửng đen. Đây đen 50 đến 62 kg lửng đen. Lửng lá 2 tiếp hết, hồng lê. Rồi hồng lê. Em có đọc tên chị không? Nếu mà có đọc tên mới có đồ, còn nếu mà không đọc là không có nha chị. Em có đọc chị không? Để em kiểm tra đơn cho chị. Lửng đen nhìn tí. Lá 2 tiếp hết nha. Lửng lá cho Thí Quỳnh. Rồi Thí Quỳnh có lửng lá là cái đầu tiên này. Rồi lửng hồng sen. Lửng hồng sen khách ơi, lửng hồng sen. Rồi chốt đơn thì tiếp lửng hồng sen 50-65kg lửng hồng sen. Lớp nguyên lửng hồng sen. Rồi lửng tím. Lửng tím nha. Lửng tím các bạn, 50 đến 62 kg nha, lửng tím. Nói chung á, mấy cái này chị nào mà cao gọn thì 65 kg mình mặc vừa hết luôn. Nha, em đọc là em đọc trừ heo. Lửng tím. 50 đến 62 kg, lửng tím. Lửng đen. Hồng sen hết rồi đó. Rồi còn bộ lửng đỏ nữa. Lửng đỏ hết rồi, 50 đến 62 kg lửng đỏ. Năm mươi đến 62 kg nha, lửng đỏ giùm tiếp nha. Rồi lửng xanh sọc 50 đến 65 kg lửng xanh sọc. Lửng tím cho Vân Trần, Vân Trần lấy lửng tím. Ok khách nha, lửng tím. Lửng xanh sọc 50 đến 65 kg lửng xanh sọc. Rồi à, có đọc tên chị. Rồi để bên em kiểm tra nha. Chị Hồng Lê về kiểm tra đơn. Lửng xanh sọc cho lớp nguyên. Lửng da bò mấy chị, lửng da bò 50 đến 65 kg lửng da bò. Lửng đỏ cho Lê Bảo An lửng đỏ. Rồi lửng da bò một tí nha. Lửng da bò 50 đến 65 kg hồng sen tiết hết rồi nha. Tiết có mấy bộ nhỏ của Quỳnh Anh, mấy bộ nhỏ của Quỳnh Anh nha. Rồi cái này lửng da bò 50 đến 65 kg. Rồi bộ này là nhỏ của Quỳnh Anh, hàng này là 40 đến 55 kg nha. Lửng da bò cho Vinh Vinh. Rồi Vinh Vinh có lửng da bò. Rồi lửng bò nhỏ cả nhà 40 đến 55 kg hàng Quỳnh Anh, mà cái này là nhỏ nha. Lửng bò nhỏ 40 đến 55 kg lửng bò nhỏ. 40 đến 55 kg lửng bò nhỏ.
Rồi lửng hồng nhỏ 40-55kg lửng hồng nhỏ. Rồi lửng hồ nhỏ, lửng hồng nhỏ 40-55kg. Chê bảo em một bộ gửi luôn hả khách, một bộ nha, mới chốt bộ nha. Rồi lửng hồng beo 40-55kg lửng hồng beo. Rồi đó, mấy cái này là nhỏ 40-55kg lửng hồng beo ha. Đèn này của Quỳnh Anh. Rồi lửng hồng chữ 40-55kg lửng hồng chữ. Lớp nguyên lấy lửng hồng beo. Rồi lớp nguyên lấy lửng hồng beo. Giờ tới còn lửng hồng chữ. Đó là nó khác cái này nè. Lửng mò nhỏ Ngọc My Quỳnh. Ngọc My Quỳnh có lửng mò nhỏ. Rồi lửng hồng nhỏ là bộ này nha. Tiếp đọc lại nè. Đó, lửng hồng nhỏ là bộ này. Lửng hồng nhỏ 40-55kg. Rồi Thỏ Ngọc lấy lửng hồng nhỏ nè. Rồi bây giờ lửng hồng chữ cũng 40-55kg nha. Lửng hồng chữ nha. Rồi hồng beo, hồng nhỏ hết. Bây giờ đây này, hồng chữ. Hồng chữ, chữ cô cô. Rồi lửng hồng chữ lần tiếp nha, 40-55kg. Rồi lửng hồng chữ. Lửng đỏ chữ 40-55kg. Lửng đỏ chữ 40-55kg. Linh Trần lửng hồng chữ. Lửng đỏ chữ. Lửng đỏ chữ 40-55kg lửng đỏ chữ. Đó có mấy bộ nhỏ thôi khách. Còn lại là to to. Đây cái cổ tiên. Hồi nãy có chị gì kiếm cổ tiên ta. Chị Thanh Vân. Chị Thanh Vân mà kiếm cổ tiên, không biết chị có ở đây không ta. Chị Thanh Vân cổ tiên nè. Đó, chị dặn tiếp là bộ thêm bộ cổ tiên nè. Chị Thanh Vân có đây không chị ơi? Để đây nhớ. Rồi lửng đỏ chữ nha. Ngọc My Quỳnh lửng đỏ chữ. Rồi dài like hết mẫu. Dài sáng giờ like quá trời. Thanh Vân có đây không chị? Chị dặn em cổ tiên nè. Rồi cái này ghi cho tiếp nè. Tai lửng đỏ sọc. Cái này cổ tim nè. Đó. 50-65kg lửng đỏ sọc. 50-65kg lửng đỏ sọc. Rồi lửng đen luôn. 50-62kg lửng đen. 50-62kg. Rồi lửng xanh 45-62kg lửng xanh. Lửng đỏ cho Kim Kiều. Rồi Kim Kiều lấy lửng đỏ. Lửng đen Đỗ Thị Bích Thảo. Kim Kiều lửng đỏ. Lửng đen Đỗ Thị Bích Thảo. Cái này lửng xanh nhìn tiếp nha. 45-62kg. 45-62kg. Rồi lửng vàng khách ơi. Lửng vàng nha, 45-62-63kg. Lửng vàng. 45-63kg lửng vàng. Rồi lửng bò sọc. Lửng bò sọc. Rồi 65kg về một tí, dùm tí nha. Lửng bò sọc 50-65kg. Lửng bò sọc 50-65kg lửng xanh sọc. Lửng bò sọc lửng xanh sọc 50-65kg. Đây lửng bò sọc lửng xanh sọc.
50 đến 65 kg lửng bò sọc, lửng xanh sọc. Quá trời đẹp luôn. Lửng vàng. Lớp nguyễn lửng vàng. Đỏ sọc đó không Phương coi một tí. Tôm còn lửng vàng ha nha, đỏ sọc như tiết chốt rồi. Chị Hồng Lê mới vừa gọi tức thì không nghe máy. Rồi Hồng Lê mới gọi không nghe máy. Đó Hồng Lê nói là áo khoác trắng nè. Lửng bò sọc Ngọc Hiền Lê. Hỏi gọi chưa, tới lúc gọi thì không nghe máy. Rồi lửng cam. Lửng cam đi khách ơi, 50 đến 65 kg lửng cam. Đó lên like thì hỏi em gọi chưa, tới bên em gọi thì không bắt máy. Rồi lửng cam 50 đến 65 kg. Rồi em có lửng trắng nè, đẹp quá nè. 50 đến 65 kg chữ thiêu nha. Lửng trắng 50 đến 65 kg. Máy mẫu này quá đẹp luôn á, cái vải nó mịn lắm. Rồi lửng đỏ. Đỏ này áo nó bị dơ. Lửng trắng nha Hương Mi Ngô. Rồi Hương Mi Ngô lửng trắng. Đúng rồi em Kiều Trang, đúng rồi em. Like này thì mai chị gọi. Lê Bảo An. Lửng xanh nào em. À, giờ cái lửng xanh đó nhìn tí coi coi phải không, không xanh kia. Đó ừ, ừ. À Lê Bảo An phải này không em. Lửng trắng tiết chốt rồi nha. Phải bộ này của em không. Đây, phải bộ này không em ơi. Rồi Lê Bảo An phải bộ này trả lời giùm chị nha. Rồi bây giờ là lửng chữ nha. 50 đến 65 kg. Rồi Lê Bảo An là bộ đó. Rồi ok em. Anh Sang Nguyễn. Rồi không có tôm là không có đồ. Rồi ghi giùm tiếp nha. Lửng chữ 50 đến 65 kg. Lửng chữ. Rồi lửng chữ nha, 50 đến 65 kg. Còn cái này là lửng cam. 50 đến 65 kg nha. Lửng chữ lửng cam. Rồi khách lấy thêm tí nha, lửng chữ lửng cam. Rồi lửng hồng sen, 50 đến 62 kg lửng hồng sen. Rồi Lê Bảo An đi đơn ok. Hai bộ đi đơn ok. Có lửng hồng 65 kg. Rồi mã này ghi cho em lửng hồng sen nha, lửng hồng sen. Cái này nói chung 65 kg cũng được mấy chị. Cao gọn mặt được 65 kg nha. Rồi lửng sọc. Rồi 50 đến 65 kg lửng sọc. Cái này là hồng sen chứ không phải hồng, hồng sen ha. Lửng sọc nha. 50 đến 65 kg. Rồi khách lấy ghi giùm tiếng lửng sọc. 10 phút nữa tiếp thị nha cả nhà. Rồi Hiền Nguyễn có duyên giá ở dưới em ơi. Lửng trắng tiếp hết rồi chị. Lửng tím 50 đến 65 kg lửng tím. 10 phút nữa nghỉ mấy chị ơi. Lửng tím giùm tiếng nha, 50 đến 65 kg. Rồi hai bộ. Hai bộ nha, lửng tím 50 đến 65 kg. Rồi ai lấy thì chốt nè, 10 phút nữa em nghỉ nha. Lửng tím Thanh Sang Nguyễn. Rồi Kiều Trang ơi, đồ chị like chưa có soạn, chưa có gọi được liền em. Đó, like hôm nay ngày mai mới soạn mới gọi nha. Còn lại là bây giờ đang gọi đơn hồi sáng. Lửng tím cho cô Ngọc. Rồi đây. Lửng sọc. Lửng sọc nha. Đây là lửng sọc. Lửng sọc, lửng sọc. Lửng sọc. Rồi lửng hồng sen. Đó, còn cái gì mình dơ lại cái mình nghỉ nha mấy tình yêu nha.
Rồi đây lửng đen. 50 đến 62 kg nha, lửng đen. 50 đến 62 kg, rồi lửng đen ha. Lửng đen 50 đến 62 kg lửng đen. Lửng xanh 45 đến 60 kg lửng xanh. 45 đến 60 kg rồi lửng xanh nhìn tiếp nha. 45 đến 60 kg lửng xanh. Đây còn màu da bò với màu da. Rồi mai tính em ơi, bây giờ không có tính được kịp rồi em. Đó, đồ chị like xong rồi phải soạn nữa, cho nên của em ngày mai nha em ơi. Rồi cái này lửng da bò 50 đến 65 kg. Đó, tại vì bây giờ tiết like thì hả, nhân viên phải soạn ra từng khách rồi mới cộng tiền mới gọi được, cho nên là gán đợi ngày mai nha, like này thì mai mới chốt được nha. Rồi lửng da bò, lửng da bò nha, 50 đến 65 kg. 50 đến 65 kg nha, lửng da bò. Bây giờ còn gì mình lên cái đó lại nha, mình tua lại cái là mình nghỉ nha. Rồi cái này ghi cho tiết ha, hình như cái này dài. Rồi dài đỏ gấu nha, dài đỏ gấu 50 đến 65 kg, dài đỏ gấu 50 đến 65 kg. Dài đỏ chuột, lửng da bò, Nguyễn Thị Hoài Phương. Nguyễn Thị Hoài Phương lửng da bò. Dài đỏ chuột 50 đến 65 kg, dài đỏ chuột. Lửng da bò đã chốt. Đã chốt. Đúng rồi. Rồi lửng da bò còn bộ. Bệnh viện lửng da bò còn sót bộ nha. Lửng đen cho mai trần, lửng da bò tiếp hết. Lửng đen cho mai trần. Mai trần có lửng đen. Dài da các ơi, dài da nha, 65 kg cho bạn. Dài da. Da bò hết nha, có đen thôi. Rồi mã này ghi giùm tiếp dài da 50 đến 65 kg dài da. Đây, mai trần lấy da bò này được không? Ngân thì dài đỏ chuột. Đây nè. Dài bò chữ nha, màu da bò có chữ, dài bò chữ 50 đến 65 kg, dài bò chữ. Dài da Lương Thị Diệu. Rồi cái này lửng bò chữ nha. Lửng bò có nghĩa là màu da bò có chữ, lửng bò chữ. 50 đến 65 kg lửng bò chữ. Rồi dán bóc lên có gì mình lấy đó nha. Rồi lửng chuột luôn nè, lửng chuột 50 đến 65 kg lửng chuột. Đây 50 đến 65 kg lửng chuột. Lửng chuột 50 đến 65 kg lửng chuột. Rồi lửng bò chữ nha, 50 đến 65 kg. Rồi lửng chữ ký giùm tiếp nha, lửng chữ ký 65 kg cho lại. Lửng chữ ký. 65 kg cho lửng chữ ký nha khách. Cái chữ là thiêu nha. Rồi lửng chữ ký 65 kg cho lại. Lửng chuột chị Kim Anh La. Rồi Kim Anh La. Khẩu trang em còn nha mấy chị. Khẩu trang ngày nào cũng có, chị nào mua đồ thì mình cứ bỏ vô. Lửng màu xanh coban. Lửng xanh coban là này phải không chị? Chị ơi, Tiêu Thị Lên. Phải này không chị, hay là cái bộ giống em mặc đầu lai. Lửng bò cho Mai Trần. Mai Trần là lửng bò. Bò nào ta? Bò chữ hả chị? Coi coi. Đây nè, Mai Trần ơi, phải bộ này không? Mai Trần nè, bộ này đúng không? Đúng thì ok, dùm tiếp một cái nha. Rồi đây, của chị Tiêu Thị Lên nè, lửng màu xanh coban. Rồi giá có gì chứ? Rồi Mai Trần ơi, phải bộ này không khách, lửng bò nè. Phải bộ này không khách ơi.
Ai nha khách ơi, phải bộ này không khách? Phải thì ok giùm tiếp một cái nha. Ở đây ghi giùm tiếp lửng vàng nha, 45-62kg lửng vàng. Rồi 45-62kg. Rồi giá có ghi bên dưới. Giá có ghi Thanh Sang Nguyễn lửng vàng. Rồi ok khách. Rồi đây lửng xanh dương. Rồi Mai Trần ok nè. Bộ lửng bò chữ nè. Rồi cái này chốt cái tiếng lửng xanh là được nha. Lửng xanh 45-62kg. Đẹp lắm cả nhà. Lửng xanh nha, 45-62kg. Đó, còn mấy màu tiếp lên lại cho mình. Lửng xanh. Lửng xanh Thanh Sang Nguyễn, lửng xanh. Rồi, em hết xanh luôn. Em hết xanh. Rồi, mã này ghi cho em là lửng vàng. Lửng vàng em chốt rồi. Rồi, cái này ghi cho tiếp là lửng xanh 2. Lửng xanh 2, 65 chứ chứ là. Lửng xanh 2 nha, 65 chứ chứ là. Đó, xanh 2 ở đây nha. Lửng xanh 2, 65kg chứ là. Em mong quá. Rồi lửng xanh 2 khách ơi, hết xanh rồi, còn xanh 2 thôi. Còn lửng xanh 2 nha, 65kg cho lại nha, còn lửng xanh 2. 65kg cho lại, còn lửng xanh 2. Mấy bộ dài lên. 3 set khẩu trang người lớn, 3 set xanh người lớn. Rồi ok chị. Có đồ không chị? Hay là gửi khẩu trang cho chị luôn. Set xanh. Rồi 3 set khẩu trang xanh người lớn. Ok chị. Đây chị, một set là 3 gói màu xanh nè. Một set là 40.000. 3 set. Rồi, màu xanh. Đây nha chị, màu xanh. Rồi, lấy cho chị 3 set. 3 set xanh, một set là 40.000. 3 set bằng 120. Rồi, lửng xanh 2, Hồng Thắm, Bùi Thị. Lửng xanh 2 cho Mai Trần. Rồi, lửng xanh 2, chứ có 2 bộ. Lửng xanh 2 còn 1. Gì của anh? Chưa, đang like. Có gì ạ? Lửng xanh 2 tiết hớp nha. Rồi ok chị Duy Tân. Rồi lửng xanh 2 tiết hết. Bây giờ tiết có mấy bộ này à? Tiết lên luôn. Một khẩu trang trắng người lớn. Rồi ok, khẩu trang trắng có luôn. Trắng hồng vậy em cũng có nha. Một set khẩu trang trắng 40.000 set. Một set là 3 gói, một gói là 10 cái. Đây màu trắng nè. Rồi một set khẩu trang trắng 40.000 set. Set là 3 bịch. Rồi cái này ghi cho tiếp dài cam. Dài cam nha khách. Rồi dài cam thì tiếp 50-65kg dài cam. Rồi cái này mấy bộ dài. Rồi dài sen 50-65kg dài sen. 50-65kg dài sen. Rồi dài vàng chuột, hồi nãy ai kiếm giờ còn sót. Dài vàng chuột 50-65kg.
dài vàng chuột 50 đến 65 kg nha, dài vàng chuột. Bộ này đẹp. Dài cam chữ 60 kg trở lại thôi sắp, dài cam chữ. Rồi 60 kg trở lại nha, dài cam chữ nha. 60 kg trở lại dài cam chữ. Rồi dài da 50 đến 65 kg dài da. 3 set khẩu trang xanh cho Hạnh Ngọc. Rồi 3 set xanh. 3 set xanh. Có màu hồng nữa nha cả nhà, em có màu hồng nữa nha, để đó em dơ lên cho coi. Rồi đây một set xanh. 2 set. Rồi 3 set xanh. Rồi ok khách nha, 3 set xanh. Ui ui ui. Rồi 3 set xanh. Em có màu hồng nữa nha, ai muốn lấy hồng thì lấy. Dài cam chữ. Biết sao, khẩu trang em bán kèm đồ bộ thôi, cho nên em không có bán thùng, em bán xét xét vậy thôi, một xét là ba gói. Đó, có màu hồng nữa nè, màu trắng, màu xanh, màu hồng, cho nên là không có bán thùng, bán lẻ lẻ kèm đồ bộ. Tại lúc trước là khách bên em hỏi khẩu trang nhiều quá đó, mua đồ bộ cái mua kèm khẩu trang thôi. Dài cam chữ là Tô Ngọc. Tô Ngọc dài cam chữ. Đây khách hỏi mới bán kèm theo mấy chị ơi, chứ khẩu trang đâu có lợi nhiêu đâu, mấy ngàn. Rồi dài da nha, dài da. Rồi dài da giùm em 50 đến 65 kg dài da 40.000 set đó, 3 set có 120. Rồi ghi cho tiếp nè. Dài hồng, dài hồng này cổ tim nha, 50 đến 65 kg dài hồng. 50 đến 65 kg dài hồng. 50 đến 65 kg dài hồng nhìn tiếp nha. Dài hồng có thêu sau lưng cho mình. 3 bịch là 40.000, nhưng mà tiếp không có ship 3 bịch nha, tiếp ship đồ bộ. Rồi chị nào có mua đồ bộ thì mua luôn, tại vì giờ 3 bịch là ship 30.000 nữa mắc lắm. Mà bây giờ không tính ship thì đâu có lời đâu, lời có mấy ngàn, không lẽ miễn 30.000 tự nhiên lỗ. Cho nên là mua đồ bộ thì mua khẩu trang thì chốt được mấy chị, còn lại mua khẩu trang không thì tiếp vẫn ship 30.000. Mà không lẽ mình mua 40.000 rồi tiền ship 30.000 vậy kỳ quá không? Cho nên là chị nào có mua đồ bộ thì hãy mua khẩu trang thì nó lời hơn. 3 bịch là 40.000, có nghĩa là 30 cái khẩu trang 40.000. Rồi dài lá nha, dài lá thì tiếp có khẩu trang bé luôn cũng vậy luôn, một set là 3 bịch 40.000. Thanh Hoàng có dài hồng đó, khẩu trang bé cũng vậy, bé thì cũng là 3 bịch 40.000. Đó, một set bên tiếp là như thế này nè, một set là 3 gói. Của bé là nó hình, của bé là có hình nha. Đó, một set thì là 40.000. 3 gói, 30 cái. Rồi dài lá. Dài lá nha. Rồi 50 đến 62 kg dài lá. Rồi dài hồng bán rồi khách ơi, bán rồi. Dài quần đen hả? Dài quần đen bây giờ chỉ còn đỏ với hồng dâu à, khoảng hai màu à. Rồi đây dài sen quần sọc 57 kg chứ. Dài sen sọc 57 kg chứ. Rồi dài sen sọc, dài lá cho Quốc Anh. Quần đen chỉ còn màu đỏ với màu hồng dâu thôi. Đây nè. Đó, quần đen nha, còn đỏ với hồng dâu. Rồi dài sen sọc 57 kg chứ ạ. Dài sen sọc. Rồi đây đỏ.
đỏ với hồng dâu. Rồi, bộ mặt hết rồi chị. À, bộ mặt hả em còn lửng xanh, kèm số điện thoại giùm em nha. Đây dài đỏ tươi. Rồi dài đỏ tươi nha, có quần có thêu nha. Dài đỏ tươi 50 đến 65 kg mình tiết nha, thêu nè. Đó, dài đỏ tươi 50 đến 65 kg. Rồi dài hồng dâu 50 đến 65 kg, màu này màu hồng dâu nha. Đó còn hai màu thôi tại vì tiết hết cái quần dài. Còn hai màu. Còn hai màu, để coi còn màu gì. Hết quần đen rồi ha, hết quần đen. Quần đen hết. Hết quần đen. Đây còn sót bò lửng tím nè, ai yêu màu tím mình chốt nha. Dài đỏ Lương Thị Diệu. Rồi Lương Thị Diệu lấy nó dài đỏ. Đây ai yêu màu tím. Rồi lửng tím 50 đến 65 kg lửng tím. Lửng xanh 47 kg không có nha, không có 47 kg. Đẹp luôn, dài gấu. Dài gấu 50 đến 65 kg dài gấu. Quần có túi cho em, quần nào cũng có túi hết. Rồi. Dài gấu nha, 50 đến 65 kg dài gấu lửng tím. Rồi, ai lấy chốt em nghỉ cả nhà ơi. Lửng tím. Rồi chị Lương Thị Diệu sắp cũ đi đơn hai bộ, cái này lửng mà nó đi dài. Rồi khách cũ có ai đi đơn báo tiếp luôn nha, để tiết mai tiết gửi sớm cho mình. Dài gấu đi chị. Rồi dài gấu cho Ngân Thùy. Lửng tím cho Ngọc Hiền Lê. Nghỉ em ơi, mệt rồi, đuối rồi. Hết gấu rồi khách, hết gấu rồi nha. Hết gấu. Gấu chốt luôn. Chị Thanh Vân với lại sáng mạng gì ta. Hình như mô mi. Tiêu thì lên 7 bộ nha khách. Bộ mặt 45 đến 62 kg. 45 đến 62 kg, này mét 6 50 kg đang mặc. Ngọc Hiền Lê 2 bộ đúng không? Phan Hoa em mua áo thứ 7. Chị đặt mấy áo, bên tiết 2 áo mới gọi, còn nếu mà một áo là không có gọi. Áo thun là 2 áo mới gọi, đồ bộ cũng 2 áo mới gọi, còn áo khoác thì một áo vẫn gọi nha. Áo khoác thì một áo tiếp vẫn gọi. Tại vì có nhiều chị mình mua áo khoác một áo đem về mặt nắng. Rồi, tiết like là đồ chị, cả bộ chứ không phải áo không, cả bộ. Cả bộ. Rồi, chị nào đi đơn báo tiết tí đi cho lẹ nha. Còn lại thì tiết sẽ gọi. Lấy em bộ lửng xanh. Ủa em phải bộ chị mặc không? Ý em nói là bộ chị mặc không? Hạnh Ngọc, ý là bộ lửng xanh chị mặc phải không em? Lửng xanh bộ chị mặc phải không em gái ơi? À, Hạnh Ngọc phải không em ơi? Để chị tắt like, chị lấy cho em rồi chị tắt like nè. Phải bộ chị mặc không? Cái lửng xanh này không? Rồi đơn thứ 7 bên em gọi hết rồi đó khách. Gọi hết trơn rồi nha khách ơi.
Rồi Phương Nguyễn đặt cái gì khách? Rồi Hạnh Ngọc ơi, phải em lấy bộ chị mặc không nè em ơi, phải không em? Để chị lấy cho em rồi chị tắt like nè. Em ơi phải bộ này không? Hạnh Ngọc ơi, Hạnh Ngọc. Rồi đúng rồi, bộ chị mặc. Rồi nãy giờ ghê, kháng đợi cái bình luận của em á. Rồi đi đơn cho Hạnh Ngọc. Rồi chị Hương Nguyễn thôi, chị không có đơn chị, em đang hỏi Hạnh Ngọc nha. Rồi ngày mai là Tiết không có like Hung Thái nha cả nhà, mỗi ngày Tiết chỉ like một loại thôi nha. Đó cho nên mấy chị lưu ý nha, hôm nay like Hung Thái rồi là ngày mai không có like nữa, mỗi ngày chỉ like một loại thôi. Rồi rồi em nghỉ nha, em tạm biệt cả nhà nha.